coi, Dạ. là ba nước mà ba quốc gia mà bắt bớ đạo Chúa khốc liệt nhất trong năm 2021, tức là trong năm nay Dạ. nè, để mình biết. Đặc biệt dĩ nhiên là những tin tức mà một sư đông viết ở trên mạng mà chúng ta đang theo dõi đó thì là đúng, nhưng mà cái sát rạc nhất mới nhất, nói chung là tất cả những nước Hồi giáo đều điên cuồng mà giết cơ đốc giáo là phải rồi. Dạ. Nhưng mà đặc biệt một tin mà tôi mới nhận được thì tôi nghĩ là nó cũng tốt để chúng ta cũng hiệp đồng đặc biệt cầu nguyện, là ba cái nước đứng đầu khốc liệt nhất trong cái chuyện cuồng điên mà giết chết, muốn hủy diệt cơ đốc nhân á, Dạ. cơ đốc giáo đó, là thứ nhất là Taliban, tức là Afghanistan, là mình biết họ tự xưng là cái tiểu vương quốc Hồi giáo. Và Taliban là mới nhất của chúng ta biết, là mới lên chiếm chính quyền của Afghanistan đó. Dạ. Thì hồi đời của Tổng thống Trump á, thì ổng bảo vệ cái đất nước nhỏ này, nhưng mà khi ông Biden lên thì ổng không có quan tâm gì hết, cho nên ổng phó mặc cho Taliban, là cái đội quân Hồi giáo đó, nó tiến chiếm đất này, và ổng bỏ mặc cho những người Mỹ đang làm việc ở đó cũng như lính Mỹ. Ông không có cái kế hoạch bảo vệ những người Mỹ ở đất nước này, mà ông chỉ lặng lẽ im re như vậy, thì làm cho bao nhiêu những chiến sĩ trẻ của người Mỹ đang đóng tại Afghanistan đã bị chết thê thảm. Và khi mà đem những cái xác về thì ông cũng chẳng đến tham dự, ông cũng nghĩa là một cái thái độ rất là đau đớn. Thì cái nước đầu tiên là Afghanistan của Taliban hiện nay đang chiếm lãnh cái đất nước này. Cái đất nước thứ hai đó là cái ông ở Bắc Hàn hồi nãy, Dạ đang chiếu lên đó cô. Dạ. đó cái ông đó đó, dạ Dạ. đúng rồi. Và cái thứ ba là đất nước Nigeria. Nigeria là ở phía tây của châu Phi, cũng giết không biết hàng chục ngàn người. Thành ra nói chỉ ngắn gọn là Dạ. có ba cái, cụ thể là ba cái đất nước mà điên cuồng giết chết Hồi giáo trong năm hiện nay đó, trong năm Dạ. nay. Còn ngoài ra thì như Diễm đã nói rồi thì không muốn nói lại nữa, tức là nói chung á, là những nước Hồi giáo là ở Trung Đông và ở Tây Phi, ở châu Phi là nhiều nhất, rồi còn đặc biệt là ở Á Châu đó thì có Bắc Dạ. Hàn. Dạ. Xin Dạ. mời cô Diễm cầu nguyện ạ. Dạ, amen, Amen. amen. Dạ vâng, bây giờ thì xin chúng ta cầu nguyện với nhau 1 phút để mà hết lòng kêu cầu Chúa cho ba quốc gia mà chúng ta vừa mới nghe, chúng mới thấy ở trên đây, theo như điều mà cô Ánh Tuyết đã cho chúng ta thêm những thông tin này rất là tốt cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện ha quý vị. Cái trang là jnewsvn.com, chúng ta có thể tham khảo và tôi gửi cái link cho quý vị ha. À, cảm ơn cô Tuyết đã gửi cái link này. Dạ, đúng như vậy, ngày hôm qua có nhận được nhưng mà chưa có kịp đọc để mà bổ sung tin tức. Sáng hôm nay Thánh Linh Chúa có dẫn dắt chúng ta để chúng ta cầu thay cho Israel và các con cái Chúa khắp nơi trên thế giới ở trong sự truyền giảng, truyền giáo, thì chúng ta cần phải cầu nguyện cho cái vấn đề này. Bây giờ mỗi người chúng ta kêu cầu Chúa theo những điều chúng ta được cung cấp thông tin và chúng ta cảm động theo sự dẫn dắt của Chúa, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện xong rồi thì hiệp lại với lời cầu nguyện của Hồng Diễm ha quý vị ha. Amen, cảm ơn Chúa. Xin mời chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con vừa biết thêm những thông tin mà chúng con sẽ kêu cầu với Chúa giờ này. Chúng con đổ lòng ra để cầu nguyện cho con cái của Chúa ở khắp nơi trên thế giới này. Chúa ơi, khắp cả thế giới này vẫn còn ba cái nước mà gây nên cái sự bất hại cho đạo của Chúa. Chúa ơi, và chúng con thấy những cái hình ở Bắc Hàn, ở Nigeria, một quốc gia nữa, Chúa ơi, và một cái tổ chức ở Afghanistan của Taliban vừa mới lên để chiếm quyền và đã gây ra những sự bất hại, giết chóc con cái của Chúa, bất hại những giáo sĩ. Sáng nay con nghe vợ con Hồng Diễm vừa mới nói đến trường hợp của một giáo sĩ người Israel đã bị giết chết ngay trước con gái của mình 23 tuổi ở Kenya. Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho những người đã từng đóng đinh Chúa Giêsu, đã từng lăng mạ Chúa, và Ngài cũng đã cầu xin Chúa tha thứ cho họ bởi vì họ không biết điều mình làm. Sáng nay chúng con
cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho họ, tha thứ cho những người không biết điều của mình làm, đang chống đối, đang giết chết con cái của Chúa, đang bắt hại đạo của Ngài. Xin Chúa tha tội cho họ và cho họ sớm nhận biết Ngài và trở lại cùng Ngài. Chúa ơi, Chúa của chúng con, xin Ngài tha thứ cho người đã gây sự bắt hại và giết giáo sĩ ở tại Kenya vừa mới đây, rồi cũng cầu nguyện cho những quốc gia, trong đó có Afghanistan ngày hôm nay, là chỉ phiến quân Taliban đang gây sự bắt hại, đang giết chóc hội thánh của Chúa, đang làm tàn hại dân sự của Chúa, con cái của Chúa, và những người lính, 13 người lính Mỹ đã bị bắn chết, đã bị nổ bom, và cùng với hơn 100 người dân vô tội khác đã chết vì những cái phiến quân và những cái hành động của họ gây ra sự kinh khiếp. Vâng, con cái của sự tối tâm thì làm những việc của tối tâm và gây sự kinh hãi. Nhưng Chúa ơi, Ngài là đấng phán rằng Ngài đến để đem cho chiên của Ngài sự sống và sự sống dư dật. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và giải cứu dân sự của Ngài. Xin Đức Chúa Trời thương xót và yêu thương, giải cứu dân sự của Ngài và bảo vệ họ. Theo lời cầu nguyện của chúng con cầu nguyện cho những chiến binh Taliban sớm nghe tin lành của Ngài, buông súng để trở lại đồng phục đấng Christ. Họ không còn đấu tranh cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan nữa, Chúa ơi, nhưng họ sẽ trở lại để tin nhận Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin dấy lên giữa họ những người tiên tri, dấy lên trong họ những người hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời, những để đem họ trở lại với Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa Trời ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài nhớ đến đất nước Hàn, Bắc Hàn, nơi mà đang có Kim Jong Un đang lãnh đạo đất nước này, và đất nước này đang ở trong sự tối kém, khó khăn, thiếu thốn. Và con biết rằng Bình Nhưỡng hơn 100 năm trước đã có một cơn phấn hưng xảy ra tại nơi đó. Chúa ơi, nhưng khi chủ nghĩa cộng sản đã lên nắm quyền thì gây biết bao nhiêu những cái khó khăn cho người dân, cho đạo của Chúa cho đến ngày hôm nay. Và con cầu nguyện Chúa, Kinh Thánh Chúa nói rằng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển của Chúa dư dật. Cho nên sáng hôm nay chúng con cầu nguyện Kim Jong Un, ông này cũng trở lại với Chúa, tin nhận Chúa Giêsu. Con cầu nguyện cho ánh sáng phúc âm của Ngài cũng đến ở trên quốc gia này, khiến cho lòng cứng cỏi. Ngài đã làm cho một Saulơ để trở lại thành một Phaolô. Ngài đã cứu Saulơ, một kẻ giết hại, bắt hại, ngâm đe, cứ hằng mong chém giết những cơ đốc nhân đầu tiên thế nào. Và Ngài đã thay đổi ông để ông trở thành một Phaolô, người của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài cũng làm việc ở trên những con người này, và con cầu nguyện Chúa cho lòng của họ được mềm mại, là mở ra để nghe tin lành mong của Chúa nữa. Con cầu nguyện cho những giáo sĩ ngày hôm nay được sai đi để giảng tin lành khắp nơi. Chúa ơi, con cầu nguyện sự an nguy của họ, sự bảo vệ, sự gìn giữ của Chúa trên những người giáo sĩ ngày hôm nay, bất kể là người Việt Nam, bất kể là người Mỹ hay là người Israel. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ họ, gìn giữ họ. Chúa ơi, phải có cầu nguyện Chúa cho cái những vùng đất ở trên thế giới này nghe tin lành của Ngài. Phải Chúa ơi, nhiều nơi có sự tan thương, khóc lóc, đau đớn và những sự hủy diệt, những sự tàn hại xảy ra. Con cầu nguyện cho Cơ Đốc giáo ở Nigeria. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời nhớ đến đất nước này xảy ra những cuộc tàn sát, giết chóc vì chiến tranh, nội chiến, và bây giờ lại có thêm những cái sự tàn sát và bắt bớ, tàn áp Cơ Đốc nhân, Cơ Đốc giáo tại Nigeria. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài nhớ đến đất nước này, nhớ đến hội thánh của Ngài, nhớ đến những giáo sĩ sai bên đây. Vâng, chúng con cầu nguyện cho họ cũng chính là cầu nguyện cho chúng con, cầu nguyện cho họ cũng chính là cầu nguyện cho quê hương của chúng con nữa. Xin Đức Chúa Trời Ngài giảm bớt, Ngài ban cho dân sự của Ngài sức lực, năng lực, sự khôn ngoan, Ngài bảo vệ dân sự của Ngài, gìn giữ dân sự của Ngài, ban ơn cho, để rồi họ sẽ đứng vững ở trong sự thử thách này, Chúa ơi, để đạo của Chúa tiếp tục được phát triển và kết quả. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa yêu dấu cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một với cô Diễm ở trong lời cầu nguyện. Xin mời cô Diễm những lời cầu nguyện. Amen, hallelujah. Kính lạy Cha Thiên Phụ từ ái của chúng con, cảm ơn Chúa vì một buổi sáng tốt lành. Chúa nghe lời cầu xin của chúng con, Chúa sức giàu và ban bình an cho chúng con. Amen. Và giờ này chúng con ở trong phòng cầu nguyện, ở trong nơi vọng cánh này, ở trong nơi sức mẻ này, để chúng con kêu cầu Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh. Ngài đang quan phòng, Ngài đang tể trị thế giới ngày hôm nay. Và Chúa ơi, chúng con nghe được những tin tức buổi sáng hôm nay và lòng chúng con rúng động. Vì chúng con biết rằng, Chúa ơi, ma quỷ nó luôn tìm cách để nó tàn hại đạo của Chúa.
Nó muốn tiêu diệt hội thánh của Chúa, nhưng mà chúng con biết chắc rằng không có một cái cửa âm phủ nào có thể thắng được hội thánh của Chúa, hội thánh mà Ngài đã mua chuộc bằng huyết của Chúa, Ngài yêu thương, Ngài gìn giữ và Ngài chăm sóc, và hội thánh đặt trên Amen. nền Cảm tảng ơn Chúa. lời của Chúa Cảm như ơn Chúa. đá gốc nhà. Buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho anh em chúng con, cầu nguyện cho hội thánh Chúa khắp nơi, những nơi mà đang bị bức hại về đạo của Chúa. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa, chúng con được sống ở một nước tự do thờ phượng Chúa, nhưng mà đôi lúc chúng con cũng chưa trân trọng về điều đó, chúng con xem điều đó là bình thường, Chúa ơi. Nhưng mà anh em chúng con khắp nơi trên thế giới đang chịu những cái cơn tàn sát, những cái cơn khát máu của những người Hồi giáo cực đoan, của những kẻ lâm le. Chúa ơi, muốn tiêu diệt con cái của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương xót, Ngài gia thêm đức tin cho anh em chúng con, Ngài gìn giữ và bảo vệ anh em chúng con, Chúa ơi, khắp nơi trên thế giới. Buổi sáng hôm nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho những quốc gia, Chúa ơi, đang bị đàn áp một cách kinh khủng, mạng sống của những cơ đốc nhân bị hăm dọa mỗi ngày, và họ có thể tước mất mạng sống của những người truyền giáo, những giáo sĩ, những người mục sư giữa gia đình của Phải họ Chúa ơi, nữa. phải Buổi Chúa. sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho cơ đốc nhân tại Bắc Triều Tiên, Chúa ơi, Phải nơi Chúa. đây nếu mà phát hiện ra một người tin Chúa thì họ sẽ bị xử tử và gia đình họ sẽ bị liên lụy, Chúa ơi. Và giáo sĩ khi bị phát hiện ra hoạt động tại đất nước này thì sẽ bị bắt bỏ tù và tra tấn cho đến chết. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa thêm đức tin, thêm sức mạnh và ở cùng anh em chúng con để vượt qua những thử thách này, bởi vì biết rằng phần thưởng của họ ở trên trời thật là lớn lắm. Họ là Amen. Cảm ơn những Chúa. người sẽ cai trị 12 thành mà Chúa đã hứa, và Phải. họ là những người sẽ Cảm ơn được Chúa. Chúa Cảm ơn Chúa. Ngài ban Mão Triều Thiên của sự sống. Mặc dầu ở dưới trần gian này họ sẽ bị chết vì đạo của Chúa, nhưng mà Ngài ban cho họ sự sống, Ngài đặt tên cho họ, Ngài có những cái tên và Ngài kêu họ. Và Chúa ơi, những cái phước lành, những cái phần thưởng mà Chúa dám sắm sẵn để chờ đợi họ, con gửi lời Chúa đến anh em chúng con buổi sáng hôm nay, đến những nước Amen. Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Yemen, Iran và Ấn Độ, Chúa ơi, Nigeria nữa, những cái nước này và đa số các nước ở Bắc Phi và các nước trên ở châu Phi, họ bị đàn áp tôn giáo, họ bị giết chóc, và họ bị cả gia đình cũng bị ảnh hưởng theo nữa. Chúng con cầu nguyện để Chúa Ngài ở cùng anh em chúng con để vượt qua cái những cái thử thách này Amen. cho Cảm đến ơn Chúa. ngày họ gặp Chúa. Và Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con hiệp lòng với ông bà chị em chúng con trong phòng cầu nguyện này, và nhớ đến những gia đình, trong đó đặc biệt là gia đình của mục sư Stephen Lockwell. Ông vừa qua đời vào cuối tháng 10, để lại vợ và 8 người con, bởi vì không Phải Chúa. chịu di dời cái nhà thờ ra khỏi cái vùng của người Hồi giáo. Chúa ơi, chúng con học đòi được gương đức tin của những người hầu việc Chúa này, và xin Chúa cho chúng con nhớ đến và cầu thay cho gia đình của họ, những trường hợp bị giết chóc và bị bắt hại này. Xin Chúa ở cùng gia đình của ông để giúp bà và các con vượt qua cái sự khủng hoảng này, mất đi người cha bị giết hại ngay trước mặt mình. Chúa ơi, xin Chúa thêm đức tin cho họ, xin Chúa bảo vệ Jireh cho họ, và xin chương trình tốt đẹp của Chúa vẫn tiếp tục trên cuộc đời của họ, những người đã cống hiến, những người đã vì danh Chúa mà tụng đạo. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con gửi lời bình an, gửi lời hằng sống của Đức Chúa Trời đến trên gia đình mỗi cơ đốc nhân, mỗi những người hầu việc Chúa, những người giáo sĩ tại các nước mà đang bị bách hại. Chúa ơi, lời hứa của Chúa có hứa với chúng con, và đặc biệt trên những anh em chúng con, rằng Chúa ơi, Chúa nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, Chúa ơi. Và Chúa sẽ trở lại để đem chúng con đi với Ngài, hầu cho Chúa ở đâu thì chúng con ở đó, Chúa ơi. Amen. Cảm ơn Có Chúa. những người cơ đốc nhân sinh ra thì được ở trong một hoàn cảnh vô cùng thư thái và bình an, được ở trong nhà thờ rộng rãi, được ở trong cái gia đình cơ đốc nhân, Chúa ơi. Và có những cơ đốc nhân được sinh ra tại những gia đình
có thể bị bắt hại, có thể bị giết chóc, tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào. Nhưng mà tất cả chúng con đều có một niềm tin, có một lời hứa và vững chắc nơi Chúa là Ngài đi sắm sẵn cho chúng con một chỗ và chúng con sẽ được ở cùng Chúa, vì Chúa nói Chúa ở đâu thì chúng con ở đó. Và xin Đức Thánh Linh Chúa dùng lời an ủi, nâng đỡ, khích lệ từng gia đình một Chúa ơi, và cho anh em chúng con thêm đức tin để vượt qua những thử thách này. Và Chúa ơi, mỗi một ngày chúng con nhớ tới và sẽ cầu thay cho họ trong mọi lúc mọi nơi, để Chúa ơi, để họ được thấy Chúa mở mắt thiêng liêng, để họ được thấy rằng Chúa ơi, có một đám đông vây lấy họ rất lớn để cổ vũ tinh thần của họ, để khi mà hoạn nạn thử thách xảy ra, khi mà cái chết cận kề, thì họ được mở mắt ra để thấy giống như ê tiên khi xưa Chúa bị ném đá, nhưng mà họ thấy ngôi của Chúa được mở ra, họ thấy được ông thấy được sự hiện diện của Chúa tại cái nơi mà ông bị xử tử bởi những cái người hung ác đó. Và Chúa ơi, ông cũng cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho họ, giống như Chúa Giêsu ta cầu nguyện để tha thứ cho những người không biết việc họ làm. Chúa ơi, họ bị sai khiến, họ bị kiểm soát bởi quyền lực tối tăm và bởi truyền thống tôn giáo, bởi những cái lời nói, bởi những cái sự truyền khẩu của những người dạy đạo cho họ. Điều này gây nên cái sự chết chóc dã man và gây nên tội ác lớn cho nhân loại ngày hôm nay. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện một lần nữa và xin Chúa ban bình an đến cho các gia đình đang bị khủng hoảng, đang bị đàn áp, nhất là mới đây nhất là ở Afghanistan. Chúa ơi, họ lùng sục, họ đến từng nhà để xem cái nhà nào có kinh thánh, nhà nào có người tin Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin Chúa ban bình an cho những gia đình anh em chúng con. Bởi vì Chúa ơi, nếu mà cái chết cận kề, nếu mà sự đàn áp, sự tra tấn cận kề, thì Chúa ơi, lòng chúng con cũng không biết phải đối diện như thế nào. Chúng con không dám nói trước là chúng con sẽ đối diện như thế nào, nhưng mà chúng con chỉ biết bám lấy Chúa. Và xin cho anh em chúng con cũng có đức tin để luôn bám lấy Chúa, và xin sự bình an tràn ngập của Chúa ở trong lòng họ, để họ sẵn sàng tuận đạo vì danh của Chúa, không chối bỏ Chúa, không làm theo những cái điều sai trái của những cái thế cái cầm nhà cầm quyền mới ngày hôm nay tại Afghanistan. Một lần nữa chúng con dâng anh chị em chúng con khắp nơi trên thế giới lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa ơi, chúng con biết rằng Ngài vẫn chăm sóc, Ngài vẫn tể trị. Con mắt Đức Giê-hô-va không ngủ cũng không chớp mắt. Amen. Chúa ơi, bằng Ngài, Ngài thấy những tấm lòng trọn lành, và xin Chúa gìn giữ họ, ban bình an, bảo vệ. Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện để qua những điều này chúng con thấy trước mắt, thì chúng con càng phải trân trọng những gì chúng con đang có. Amen. Ngày hôm nay xin cho chúng con biết trân trọng và khuyến khích con cái của mình để giữ vững đức tin. Chúa ơi, vì có thể chúng con bị đàn áp tinh thần bởi những cái vật chất ngày hôm nay, bởi những cái nguội lạnh, bởi những cái yếu đuối. Chúa ơi, làm cho chúng con cũng lui đi và sợ hãi trước những thế lực ngày hôm nay. Thì trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con dâng những điều này lên cho Chúa buổi sáng hôm nay. Amen. Để qua những điều này thì đức tin chúng con và sự cưu mang của chúng con và sự nóng cháy về nhà Chúa của chúng con càng mạnh mẽ hơn, khi chúng con được sống ở những môi trường thuận lợi hơn, tốt lành hơn. Thì đừng để chúng con bị yếu đuối, đừng để chúng con bị ngã dài bởi những cái thử thách khó khăn, hoàn cảnh xảy ra trong chúng con. Đừng để chúng con bị ngã dài vì điều đó, trong khi anh em chúng con vẫn đứng vững vì mạng sống mình bị cướp mất, nhưng mà vẫn đứng vững, vẫn đặt đức tin nơi Chúa. Amen. Thì đừng cảm để chúng Chúa. Con bởi vì những cái điều gì, những cái sự nhỏ mọn nào xảy ra, những cái điều nhỏ thôi nhưng mà có thể giết chết chúng con, giết chết tinh thần chúng con. Chúa ơi, đừng để điều này xảy ra cho chúng con, và xin cho chúng con luôn bám lấy Chúa. Và những cái điều mà xảy ra cho anh em chúng con thì nhắc nhớ chúng con rằng chúng con phải trân trọng những việc Chúa ban. Amen. Và càng làm công Chúa. Việc Chúa cách dương dật hơn cho đến ngày Chúa đến. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn là cầu nguyện của cô Diễm và Vọng Căn của chúng ta sáng hôm nay. Và bây giờ chúng ta hát một bài hát Con đường Chúa đã đi qua, và chúng ta như một lời cầu nguyện dâng lên cho Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng ta và các con cái của Chúa, tôi con của Chúa ở trong sự
Hầu vì Chúa, xin Chúa bảo vệ chúng ta như lời cầu nguyện vừa qua của mỗi người. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán trượt, máu gai hào hằng sâu trên xa. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, được thập giá Ngài dâng cho con. Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con được vâng với Ngài, thầm giá trên đường để con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đêm với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh vang. Chúa, ôi lời nào đâm thấu con tim, đến nhọn nào còn loang máu đào, xi nhung nào còn hương trên má. Lạy Chúa, những bước nào buồn ngã đau thương, bao roi đòn nặng bên thế lương, chỉ trên đền tội cho con. Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con được bước với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đón đến với Ngài, xin cho con cùng chiến với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Ta hát lại cùng một lần nữa. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra phán trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, được thập giá Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con được vâng với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đến với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con được vâng với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Amen. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta thật là cảm động vì chúng ta cầu nguyện cho các giáo sĩ và đặc biệt là cầu nguyện cho dân sự của Chúa ở khắp nơi trên thế giới bị bắt bớ. Chúng ta cũng là một phần ở trong những người chịu khổ vì danh của Chúa. Và bài hát này cũng nhắc cho chúng ta về điều đó nữa. Thấy yêu Chúa hơn, thấy quý cái sự hầu vị Chúa, sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Thì sẵn đây ở trong cái luồng tư tưởng và cái tấm lòng của chúng ta trong dòng chảy của sự cầu nguyện đổ lòng cho công việc Chúa, các quốc gia bị bắt bớ, cho dân sự của Chúa sáng hôm nay, thì tôi vẫn giữ ở trong cái tinh thần cầu nguyện như thế này. Thì kính mời cô Ánh Tuyết, nếu như cô có những cái câu chuyện, những cái sự cảm thông, những cái câu chuyện mà cô nghe về tôi tớ của Chúa, những giáo sĩ hiện nay đang cần được cầu thai, bởi vì cô Tuyết có những cái sự giao thiệp rất là rộng rãi với những đệ tử của Chúa, những người truyền giảng, những nhà truyền giáo, những người truyền giảng tin lành khắp nơi. Thì cô có những cái câu chuyện nào mà được nghe từ nơi họ thì xin cô chia sẻ lại để mà chúng ta thêm sự cảm thông, thêm sự phục vụ, dâng hiến, sẵn lòng để cùng chịu với anh em của chúng ta ở trong sự truyền giảng. Nếu chúng ta không đi được thì chúng ta cũng sẽ đóng góp cái khả năng của mình như thế nào qua cái sự hiểu biết mà chúng ta biết về những nan đề để chúng ta cầu nguyện và dấn thân cũng như là cùng
đồng công với công việc của Chúa. Dạ kính mời cô Tuyết ạ. À, dạ cảm ơn sư Giang Đông. Dạ. À, tôi chỉ nói ngắn gọn thêm là cái ý mục sư Giang Đông vừa nói dạ đó, không chỉ chúng ta cầu thai, thật sự ra thì chúng ta cũng dễ dàng để quên, nhưng mà tại vì mình cầu nguyện thường ngày đó, còn ở trong vọng canh khi đưa ra thì mình nhớ mình cầu nguyện, dạ nhưng mà trong lời cầu nguyện riêng của mình đâu mà chị em, thì mỗi ngày lời cầu nguyện mà tôi cầu nguyện với Chúa mỗi ngày thì như lời tôi nói với ông bà chị em lần trước đó, là Chúa muốn mình ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 đó, trước hết ta dặn rằng phải cầu xin kêu van tạ ơn cho mọi người, thì trước hết mọi sự thì mình tập cái thói quen trong lời cầu nguyện của mình là đổi ra là cầu thay trước rồi mới cầu cho mình. Thì nếu mà chỉ làm y theo lời của Phaolô dặn Timôthê, cũng là dạy cho chúng ta trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải cầu xin kêu van, thì cái list đầu tiên mà mình cầu thay không phải là cho chồng cho con hay là cho hội thánh, mà tôi nài mời ông bà chị em là mình cầu cho những người trong thân thể của Chúa. Chúng ta có hai thân thể phải không ạ? Thân thể ruột thịt là ông bà nội bà ngoại con cháu mình, nhưng mà còn một thân thể quan trọng hơn là thân thể của Chúa, mà những người cùng niềm tin với mình, chúng ta là những chi thể trong thân Chúa mà Chúa là đầu. Cho nên chúng ta mỗi lần mình nhớ đến cầu nguyện cho những cái máu huyết của mình là những người thân, thì đừng quên cái thân thể thứ hai mà chúng ta đang có là những chi thể đang bị bắt bớ khốc liệt, để chúng ta cầu thay khẩn nguyện cho họ Amen. như Cảm ơn lời Chúa. Chúa dạy. Ở trong Ê-sai Chúa không thấy có sự cầu thay thì lấy làm lạ lùng đó. Thì đang dòng chảy của cái sự cầu nguyện bắt bớ, thì tôi chỉ muốn cùng mà chị em nhớ lại câu kinh thánh này để chúng ta cầu thay dốc lòng, vì họ là những người đứng trên đầu tuyến của sự bắt bớ khốc liệt. Đó là Hebrew đoạn 13 câu 3: nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ. Amen. Cảm ơn Chúa. Lại cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Nhớ đến những người mắc vòng xiềng xích, như là mình cũng đang bị xiềng xích, chứ không phải mình cầu nguyện nhớ nhớ vậy thôi. Nhưng mà mình hình dung là nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, giống hồi nãy cô Diễm cầu nguyện, Amen. nếu như Cảm ơn Chúa. mình ở trong hoàn cảnh đó, liệu mình có còn giữ đức tin hay không? Phải chưa? Thành ra Chúa không cho chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, có thể là vì ân điển vô biên của Chúa, vì cũng có thể Chúa biết đức tin của mình, mà mình rơi vô đó chắc là mình không thể nào giữ được. Nhưng mà Chúa không có đòi hỏi hay là bắt kêu tất cả mọi người cơ nhân đều bị bắt bớ, nhưng mà chúng ta điều này là cái mạng lệnh nè, cái chữ hãy là mạng lệnh, nhớ những người đang mắc vòng xiềng xích như mình cũng đang phải xiềng xích với họ. Lại cũng nhớ những người bị ngược đãi, bị đánh đập thê thảm, là ở Bắc Hàn, là chúng ta thấy là kinh khủng. Cái ông Bắc Hàn đó, là cái ông đó là không biết mai mốt ông ở cái tầng nào của địa ngục mình không biết nữa. Mình thấy kinh khủng luôn, là ông đối xử với những người cơ đốc nhân ở Bắc Hàn rất là khủng khiếp. Như có lần tôi đã chia sẻ trong một kênh đó, chính tôi đã được nghe một người đại Hàn mà Chúa kêu gọi đương là một doanh nhân rất là thành công thành đạt ở Mỹ, mà ông thì xuất thân từ Nam Hàn qua Mỹ thành công. Một ngày kia thì ông chỉ tín đồ bình thường thôi, cũng như nhóm trung tín vậy thôi, nhưng một ngày Chúa nói là ta muốn con phải đi qua Bắc Hàn. Một người tưởng tượng như tôi với ông bạn chị em hiện nay, mà tự nhiên chúng ta nghe Chúa nói là ta muốn con đi qua Phi Châu, đi qua những khẩu giáo, thì mình sẽ hãi hùng đến mức độ nào. Nhưng mà cái Chúa kêu, Chúa chọn, và cảm ơn Chúa, ông đã vâng lời và ông đã đi khi không biết đường, mà đi không có quen một người nào ở Bắc Hàn hết, mà đi và Chúa đã hướng dẫn ông từng bước. Chúng ta nhớ trên con đường đi theo Chúa, Chúa không bao giờ chỉ cho chúng ta cái bước thứ nhì,
Mình thì mình lúc nào mình cũng muốn biết, cho đến không phải là bước thứ nhị, không bước thứ ba, mình cũng biết cả con đường để cuối đường là gì để mình bước vô. Nhưng mà đi với Chúa thì đi từng bước, như bài hát đi từng bước, bước bước đi. Chúa chỉ ông từng bước thôi. Nói giờ con phải đi, mà không biết làm sao mà đi nữa, ông mà tưởng tượng nổi không? Rồi ông dần có bao nhiêu năm rồi cuối cùng bỏ hết sự nghiệp để ông đi vào trường Kinh Thánh ông học. Học xong rồi thì ông cũng cố gắng hải hùng tìm cách là thôi Chúa cho con học việc cho chỗ khác, nhưng mà Chúa nói ta muốn con đi Bắc Hàn. Và cuối cùng là ông đi. Ông anh chị em nhớ câu chuyện đó, tôi có chia sẻ ngắn gọn lại đó là mỗi lần tôi nhớ lại câu chuyện đó tôi vẫn thấy đức tin của mình quá yếu so với những người đã đối diện như vậy. Thì ổng đã đi và ổng đâu có biết đường nào mà đi qua Bắc Hàn. Như tôi với ông bà chị em bây giờ nói tụi mình đi Bắc Hàn, tụi mình đi bằng kiểu gì đấy. Nhưng mà Chúa cho ổng dẫn ổng qua bên Tàu á, qua China là biên giới của Bắc Hàn. Rồi ông mò 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 tới biên giới ông ngồi đó rồi mà ông cũng không biết làm sao đi qua được nữa, tại ông đâu có bao giờ qua đó bao giờ. Rồi ông ngồi đó ở một cái quán ăn nhỏ, và tự nhiên cái bà chủ quán, bà Chúa đã sắm sẵn giống như Chúa biểu môn đồ là đi lại cái góc đó có con lừa đậu đó, cột của đó đó thì đem ra cho ta. Thì mình nghe mình thấy hải hùng, chị nó hơi môn đồ đâu tự nhiên đi ăn cắp đi lấy lừa nào của người khác vậy. Nhưng mà Chúa biểu mình đi mà Chúa không giải thích gì hết. Chúa không nói là ta đã sắp sẵn hết rồi con cứ lại lấy đi. Nhưng mà Chúa không nói, Chúa nên đi lại lấy nó đi. Còn ai hỏi thì nói Chúa cần dùng. Nhưng mà Chúa đã định rồi, Chúa khi Chúa sai mình đi cái gì thì Chúa có chương trình cho mình hết rồi, tại mình không biết. Cho nên điều này nhắc nhở mình là khi Chúa kêu mình làm cái gì đừng có run rẩy, mà dù mình chưa biết là đường nó như thế nào, nhưng mà nhớ chắc chắn một đường, khi Chúa biểu mình làm cái gì thì Chúa đã có Amen. hoạch định, đã có chương trình cho Amen. mình cứ đi từng bước với Chúa. Và ông ngồi đó mà ông không biết làm sao mà đi, tự nhiên Thank you, Jesus. rồi cái bà chủ quán bây giờ ông thấy ông lạ quắc lạ quơ, cái mặt ở đâu mà tới ngồi quán đó, hỏi ông đi đâu vậy, ông là khách lạ ở đây ông đi đâu. Thì tự nhiên mà tưởng tượng Chúa cũng sai khiến sao, ông cũng nói thiệt chứ cái bà đó lạ quắc lạ quơ, nói tôi muốn tìm cách đi qua Bắc Hàn, không cần có nói tôi là ai vậy trơn, tôi muốn đi qua Bắc Hàn. Cái bà nhìn ông ở đây no way mà đi được, không có đi được đâu. Rồi thôi ông nghe vậy thôi, ông cũng chẳng tưởng như bà hỏi qua vậy thôi. Nhưng mà gần cái trả tiền rồi thì tự nhiên bà đấy, bà chủ quán bà trở lại bên đây chứ, cho tôi số phone của ông. Rồi ông cũng cho, rồi ông trở về cái hotel ông ngủ mà cũng chưa biết tình hình, chỉ kêu Chúa. Thì sáng hôm sau bà gọi lại, bà nói trở lại quán đi, tôi có cách cho ông đi. Ông mình chị em thấy không? Lạ lùng, Chúa Amen, sẵn amen sàng. you. Amen. Và mà ông đi qua nói ngắn gọn là ông đi qua là ông làm bộ giống như là một người đi làm công nhân rồi vậy đó. Thì ông đến một cái nơi thì đất nước Bắc Hàn nó nghèo không thể tưởng tượng nổi, nghèo khủng khiếp, không bao giờ có được cái giấc mơ mà ăn được một hộp gạo đâu, trồng bắp thôi. Thì Chúa nảy sinh cho ông để ông, tại vì trước đó ông là một doanh nhân mà đầu óc kinh tế giỏi lắm, Chúa chuẩn bị sẵn ông hết rồi. Ông qua cái là việc đầu tiên là ông biết là lén phén mà nói về Chúa là chết liền, cho nên Chúa cho ông dẫn dắt ông là ông nhìn thấy và ông mua hột giống bắp, và ông bắt đầu giúp đỡ dân làng trồng bắp. Và khi trồng bắp xong thì ông mở cái xưởng là từ bắp đó làm ra mì, chúng ta ăn mì rồi đó, thì cái này mì Dạ. làm bằng bắp. Thì đại khái như vậy đó, thì ổng làm rồi ổng giúp đỡ cho dân làng ở đó. Nhưng mà ổng tuyệt đối ổng chưa biết cách nào để nói về Chúa, tại vì ở Bắc Hàn mà nói về Chúa như nãy cô Diễm nói đó, Bắc Hàn mà nói Chúa là chết liền, bị bỏ vô tù. Mỗi lần mà tù tù ở Bắc Hàn là từ từ khủng khiếp, từ chết đến bị thương tàn tàn hại kinh khủng lắm, đánh đập mỗi ngày. Cho nên ổng biết, cho nên ổng không có nói. Nhưng mà mục đích của ông qua là Chúa biểu nói về Chúa cho phải là chỉ giúp dân làng có mì ăn không đâu. Thì Chúa ban cho ông cái sự khôn sáng tuyệt vời. Họ có nói là không có được nói, nhưng mà ai hỏi, nếu mình là cơ đốc nhân ai hỏi cái gì về mình thì mình mới được trả lời thôi, chứ không tự động nói. Thì ông mới làm một cái vòng bằng tấm vải đeo trên cánh tay của ông, đeo trên chỗ cườm tay của ông đó. Và cái đó không có một lời nào hết, nhưng chỉ có mấy dấu hiệu thôi. Thứ nhất là cái dấu hiệu mũi tên đi xuống, rồi có một cái thập tự giá, rồi một nắm mồ, rồi có mũi tên đi lên, rồi có một mũi tên đi xuống, có vậy thôi. Thì ai ông đi đâu ông cũng cố ý mặc tay ngắn để đeo cái tấm đó, cái miếng băng đó
ở trên cái cườm tay của ông nhỏ nhỏ, làm như là mình đeo đồng hồ rồi vậy đó. Thì mọi người tò mò thấy ông đi đâu, ông cũng mang cái đó mà toàn là mấy cái dấu gì đâu không. Thì ông mới giải thích, cái dấu đi xuống đó là Chúa sai, Chúa yêu thương, Chúa sai Chúa Giêsu xuống trần gian, rồi Chúa bị đóng đinh thập tự giá về tội của mình, rồi Chúa bị chôn, rồi Chúa sống lại là cái mũi tên đi lên, và cuối cùng cái mũi tên đi xuống nữa là Chúa sẽ trở lại để Cảm cứu mình. Đơn giản vậy đó. Mà rồi qua cách đó ông đã âm thầm chia sẻ lời Chúa. Thì chúng ta thấy là ơn Chúa Chúa. sẽ bảo vệ gìn giữ con cái của Chúa. Tuy nhiên trở lại phần chúng ta đó, thì nhớ cái Hebrew đoạn 13 câu 3 mà mục sư đang hồi nãy có đưa ra đó, là chúng ta phải hãy nhớ đến những người mắc vòng xiềng xích giống như là mình đang bị xiềng xích, chứ không phải là nhớ đến những người đang mắc vòng xiềng xích để cầu nguyện, không phải vậy, mà Amen. nó thiết tha hơn, Dạ Chúa ơi, nó cảm cưu ơn Ngài. mang hơn, nó đau lòng hơn. Ngày nào mà chúng ta tưởng tượng tôi và chị em còn ở trong vòng xiềng xích thì mình khổ như thế nào, thì câu Kinh Thánh mạn lệnh Chúa là hãy nhớ những người mắc vòng xiềng xích như mình cũng đang phải xiềng xích với họ, và cũng nhớ những người bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống họ. Tưởng tượng họ bị đánh, họ bị đói, họ bị kinh khủng như vậy, thì mình tưởng tượng mình cũng đang như vậy, thì mình sẽ cầu thay cho họ, nó sẽ khẩn thiết hơn. Qua lời của Chúa thì nhắc nhở chúng ta, tôi chỉ cũng thêm một chút là chúng ta trong lời cầu thay hàng ngày của chúng ta, cầu nguyện riêng, cầu nguyện lễ bái, cũng dạy dỗ cho con em mình, nó cũng bắt chước mình thấy ủa sao ba mẹ cầu nguyện, thì thay vì cầu nguyện cho cái thân thể này giống thường, nguyện cho cậu cho dì cho ông bà nội bà ngoại trong nhà, thì lại thêm một cái thân thể nữa là thân thể trong Chúa, là những người cùng một niềm tin, họ cũng có thân thể đau đớn giống như mình, để khẩn thiết cầu nguyện như là những giáo sĩ, những tín đồ ở những đất nước Amen. bị bắt bớ, và đặc biệt là những người đang ở trong tù, đang bị bắt bớ, đang bị bắt hại. Amen. Chúng ta đổ lòng ra cầu nguyện, Amen. Cảm ơn Chúa. cái list chúng ta cầu nguyện. Dạ. Còn thêm một cái nữa rồi thôi, thì là tôi đọc vì tôi rất là quan tâm với điều này, và tôi tìm đọc thì có rất là nhiều những cái câu chuyện giống như là mục sư Giang Đông lại hỏi tôi là có những câu chuyện không, thì quá nhiều Dạ. ở trong cái tạp chí mà tiếng nói của những người tử đạo đó, The Voice of Martyrs, thì ở trong đó chúng ta có thể lên mạng chúng ta đọc những câu chuyện có thật bị bắt bớ đó. Thì bắt bớ luôn luôn là những cái câu chuyện đó, họ kể lại hết con bị giết trước mặt cha mẹ, rồi vợ bị giết trước mặt chồng, và chồng bị giết trước mặt gia đình, thì có rất 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 là nhiều câu chuyện bị đánh đập nữa, đánh đập tàn khốc chứ không phải đánh không. Sau khi họ họ giết xong đó, họ thấy không có lung lay chuyển được cái tấm lòng của những người quá mạnh mẽ trong niềm tin, cho nên họ làm cái đau thương hơn, chẳng thà bắn cái bùm, chẳng thà chặt cái đầu, là ngay cái giây phút đó cái người đã được về thiên đàng rồi, đâu có đau đớn gì, phải không bà? Mình đau đớn vì mình mất người thân, nhưng cái người đó không bị đau đớn triền miên. Thì bây giờ họ đã đổi lại cái điều kinh khủng hơn, mà chúng ta tưởng tượng nếu mình mà trong trường hợp là tôi không dám nghĩ tới, tại mình không hình dung được, là họ bắt đầu đánh đập tàn khốc, rồi con gái thì họ hiếp trước mặt cha mẹ, rồi họ đánh đập những người thân trước mặt, đánh đau đớn, mà đánh như vậy thì đâu có đánh một lần. Cho nên chúng ta thấy là họ dùng cái kế khổ nhục như vậy để làm, chẳng thà mình thấy người thân của mình về với Chúa cái đùng cái một phút thì nó đỡ, còn này chúng ta tưởng tượng bị đánh, bị đập mà trước mặt, bị hiếp, con gái mình bị hiếp trước mặt chỉ vì mình không có chịu bỏ Chúa, thì ông anh chị em tưởng tượng nó dồn cái mức độ mà mình phải nắm chặt cái niềm tin của mình như thế nào. Nếu được thì tôi muốn một sĩ Giang Đông chiếu cái bài hát mà tôi quyết không lùi nguyện theo Giêsu á, Dạ, lòng nguyện theo Giê-xu đó, dạ, lòng cái nguyện bài theo lòng Giê-xu. nguyện theo Giêsu đó, Dạ thì vâng. tôi sẽ chiếu lên đi, rồi tôi sẽ nói cái câu chuyện rất là Amen. đau thương của cái người đã viết cái Amen. bài hát đó. Nếu mà mình hiểu được cái câu chuyện của bài hát đó thì mình sẽ thấy cái ý nghĩa nó gấp ngàn lần hơn của cái Amen. người đã
Dạ, riết những cái lời đó à, Ừ. thì để mình à, chúng ta cảm ơn Chúa, cảm động lòng chúng ta như như chúng ta đã nói mấy ngày trước đó, là nhiều khi à, nếu mà Chúa không có cảm động mình vẫn cầu nguyện những cái nan đề phải không, đổ lòng ra một cách bình thường, nhưng có những cái lúc mà chỉ cần một buổi sáng 2 tiếng đồng hồ mà Amen. mình chỉ Cảm cần ơn Chúa. đổ lòng ra cầu nguyện cho một điều thôi, Amen. một điều thôi, Cảm ơn Chúa. khẩn đảo cầu nguyện để nó đi vào trong từng tế bào của mình cầu nguyện bằng cái giọt máu ở trong con mắt của mình, trong trái tim của mình đổ ra khẩn thiết cầu nguyện giống như Chúa Giêsu cầu nguyện vậy đó, thì cái lời cầu nguyện của mình nó sẽ thấu đến ngôi thiên ân, phải không ạ? À? Thì tùy theo có lúc Chúa cảm động mình. Thì sáng hôm nay tôi rất là vui, có mấy việc cần phải làm nhưng mà tôi bỏ hết để mà, tại Cảm vì ơn tôi chỉ Chúa. muốn được được cùng được được tham dự, được góp phần để lòng mình cũng được trôi theo cùng với ông bạn chị em để mà cầu thay. Thì sáng hôm nay lại được mục sư đưa đến cái chuyện cầu nguyện cho những người bị bắt bớ, những cái nước đang bị bắt bớ cực kỳ, một như là đọc cái bài mà hồi nãy mục sư Giang Đông có nêu ra cái web mà tôi nhận được đó, thì là có mấy chục ngàn người, không có cả 100.000 người chứ không phải một vài ngàn người đó, chúng ta tưởng tượng mà ở những cái hiện nay trên thế giới mỗi một ngày một trong năm nay là mấy chục ngàn người đã chạy chạy bán mạng, chạy chạy bỏ nhà bỏ cửa tại vì không thể ở được, mà họ có một cái lần nào đó tôi có coi được cũng gần đây à, họ chiếu cái cảnh mà những người Cơ Đốc giáo đã tai bế tai bồng mà chạy 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 thục mạng, chạy giống như Việt Nam mình sẽ chạy vượt biên vậy đó tại vì họ họ đang bắt bớ tàn khát dữ dằn, đốt nhà rồi đánh đập, và như tôi nói hồi nãy đó thì nó khốc liệt đến mức độ đó, thì mỗi ngày đều xảy ra mà chị em, mà chúng ta nhiều khi mình bị bận rộn với những công việc nhỏ nhặt thường ngày thì chúng ta quên mất những người trong cùng một thân đang đối diện như vậy vì niềm tin mà thôi. Thì chúng ta có thể làm gì được? Cái thứ nhất là cầu thay, cái thứ hai như mục sư Giang Đông lại gợi ý là ở trong cái, có thể mục sư Giang Đông sẽ research sau này một chút rồi chỉ giúp cho những người trong vòng kênh, chỉ cần đưa cái chỗ đó thôi, họ có cho mình cái rất là nhiều chỗ mà mình chỉ cần gọi tới số phone đó rồi mình gửi cái tùy theo ông bạn chị em tin cậy, nhưng mà gửi chỉ cần gửi cái credit card của mình giống mình shopping ở trên mạng vậy đó, thì họ sẽ lấy cái số tiền trên credit card của mình là bao nhiêu, mình dâng 50, 100 gì đó. Thì cái bên cạnh sự cầu thai hàng ngày thì có thể làm được cái gì, như một sư gian đông gợi ý tôi thấy cảm ơn Chúa nhiều lắm, là mình làm cái gì nó cụ thể hơn, là mình dâng hiến để giúp đỡ cho những cái người giống như là nãy mình nói là một mục sư bị chết như vậy đó, thì một bà mẹ với 8 con họ sẽ sống làm sao, thì mình giúp đỡ. Và cái tiếng nói của những người tử đạo, The Voice of Martyr là một cái tạp chí đã có rất lâu đời và rất là đáng tin cậy, chứ không phải là chúng ta cũng cẩn trọng trong ngày nay có rất nhiều người kêu gọi cái hội dân hiến là có rất nhiều người rất là tầm bậy tầm bạ, mình phải cẩn trọng trong cái chuyện tiền bạc của mình dâng đúng nơi, nhưng mà tôi chỉ muốn nói để ông bà mạnh dạn là dâng cho cái tiếng nói của những người tử đạo Amen. là một cái cơ quan đáng tin cậy vô cùng, có những người cảm động như chúng ta vậy nè, mà họ không phải cảm động không, họ dâng cả cuộc đời của họ để mà làm ra cái tờ tạp chí này và liên lạc để ở đâu mà chúng ta có tin tức hàng ngày. Tại sao mình biết ở ở đây có người mới bị chết, có hình, có những câu chuyện, thì họ họ luôn luôn dành cả cuộc đời để mà đi thâu thâu gọi đi tìm kiếm những cái tin tức update mỗi ngày sống để mà họ để trong cái tờ báo này, cho nên chúng ta nếu mà chúng ta theo dõi thì chúng ta có thể cầu thay và tiếp tục giúp đỡ họ. Họ chỗ nào họ giúp được, không phải họ chỉ cầu thay không, hay là họ mở cái tạp chí này ra không có chỉ để cho chúng ta biết tin tức xung quanh đâu, cái đó chỉ một phần để chúng ta hiểu, nhưng mà cái chính của họ đó là họ dùng tiền bạc để in kinh thánh, họ biết cái tùy nhu cầu, có những người người ta khao khát có lời Chúa thì lại không có,
thì lại in Kinh Thánh rồi tìm cách gửi qua. Có khi thì chỗ nào bị đói thì gửi đồ ăn, thực phẩm, bất cứ những cái gì để giúp đỡ cho những người Cơ Đốc giáo đang bị bách hại. Cho nên sẵn một sự nói như vậy, tôi cũng cảm ơn Chúa đã nhắc là chúng ta có thể làm hơn cái chuyện cầu nguyện tùy theo hoàn cảnh Chúa cho chúng ta, mà không phải đợi giàu có của dư của để thì mới dâng. Nhưng mà nếu mà mình giống như lá rách mà đầm đùm lá nát vậy đó, cái đó thì giống như người đàn bà quá mà dâng như vậy đó thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Đừng có đợi khi nào mà chúng ta để cái list là mua quần mua áo cho con mình, mua đủ chuyện rồi còn dư ra chút đỉnh thì mình mới dâng, nghĩ tới dâng hiến. Nếu mình dâng Chúa như vậy đó thì không phải là dâng cho những người bị bắt bớ, thì dâng cho Chúa, phải không ạ? À? Dâng cho Amen. Chúa Amen. mà mình có cái tâm Cảm tình ơn Chúa. dâng, giống như là mình thấy nhiều người chỉ vì không biết rõ Chúa cho nên mà đến nhóm nhà thờ đó thì cái túi dâng hiến đi ngang ấy, thì lựa cái đồng bạc nhỏ nhất. Có ông mục sư nói rằng tôi ước gì mà người mà dân Mỹ cho cái đồng bạc nhỏ nhất là 5 đồng thì tiền của hội thánh sẽ được nhiều hơn. Nghe thấy Amen. thê thảm không? Nghe rất là đau thương không? Tại vì bà con cứ lựa đồng tiền nhỏ nhất là 1 đồng thì bỏ vô đó, không phải vì Chúa yêu gì chứ, nhưng mà bỏ không bỏ thì sợ người chung quanh ngồi kế giờ mình sao mình không dâng, cho nên phải làm bộ dâng dâng cho có. À, để vì vì sợ những con mắt ở bên ngoài hơn là vì tấm lòng mình muốn được dâng cho Chúa. Cái thái độ đó đối với Chúa thì Chúa là đấng nhìn thấu trong lòng, thì mình lại phạm tội với Chúa là dường nào, mình làm tổn thương Chúa là dường nào, phải không ạ? À? Mà mình thấy rõ ràng là con dân Chúa bao giờ cũng vậy. Có một câu chuyện kể rất là đau lòng, nói cái ông đó đó, ông nhớ là ông để cái 20 đồng ở trong túi bên phải, còn tờ 1 đồng ở bên túi bên trái. Thì ông nhớ là nhớ khi mà dâng hiến á, thì thọt cái tay vô túi bên trái để 20 đồng đó là sao giờ nhóm là đi mua cái gì đó, rồi đến khi cái túi dâng hiến đưa qua thì ông quên, ông lộn, ông quên, ông làm lộn, ông lại rút cái ở bên cái 20 đồng đó ông dâng. Rồi khi ông dâng ra rồi ông nhóm xong ông ra, ông mới khám phá là ồ mình đã dâng lộn rồi, để ý của mình đây là 1 đồng bây giờ mình dâng 20, đứng ngồi đứng giận mình, ông tiếc hù hù, ông bực mình. Cái thái độ dâng như vậy là chúng ta làm tổn thương danh Chúa biết bao nhiêu. Cho nên xin chúng ta nhớ là dâng cho Chúa trước Amen. rồi mới Cảm ơn tính Chúa. cái chuyện cho nhà sau, chứ không Amen. phải là làm Amen. mọi sự tháng này. Ô Chúa ơi, xin lỗi Chúa nha, tháng này con mắc trả cái bill đặc biệt hay là mới mua thêm gì đó cho nên con không có tiền. Thì chúng ta thấy thái độ của chúng ta đối với Chúa tệ tình là mức độ nào. Thì trở lại vấn đề dâng hiến, Cảm ơn Chúa. xin Chúa cảm động lòng tôi và ông bà chị em Amen. có mặt vòng canh sáng hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho chính mình trước và Amen. thay đổi lại cái tâm tình dâng hiến, là dâng, là dâng cho Chúa, bày tỏ tấm lòng kính yêu Chúa, chứ không phải dòm cái đối tượng có đáng dâng hay không, mà Amen. mình cẩn trọng trong chuyện mình dâng hiến, cái thái độ mình dâng, nghĩa là cái cách dâng nó quan trọng hơn là cái giá trị, cái đồng tiền, cái của dân. Cho nên chúng ta cẩn trọng và xin với tấm lòng kính yêu Chúa, biết ơn Chúa mà chúng ta lãnh lương ra, trích ra, thì cái trích đồng đồng tiền đầu tiên là đồng tiền dâng cho Chúa trước, và dâng cho những nơi đang thiếu thốn. Như vậy đó là cần làm gì. Bây giờ mời có thể được thì xin mục sư trở lại cái bài hát nguyện cho Giêsu. Khi mà tôi đọc cái tiểu sử này đó, thì tại vì cái bài này là chúng ta đã nghe quá phổ biến phải không ạ? Cái bài này ai cũng thích hát, khích lệ mình rất là nhiều. Nhưng mà đến khi mình hiểu được cái ý nghĩa của cái bài này, cái người mà viết cái bài này là một người đi theo Chúa, rồi viết câu thứ nhất là con biết Chúa rồi và con muốn đi theo Chúa, Amen. đi theo Chúa. Nhưng mà đến cái câu thứ hai thì chúng ta sẽ thấy là khi cái câu số 1 thì chúng ta thấy là cái quyết định của ổng đi theo Chúa, nhưng mà bắt đầu đi con đường theo Chúa thì ổng gặp những khó khăn, ổng bị chống đối, thì ổng gặp khó khăn rất là nhiều. Cho nên ổng bước qua cái câu số 2, là chúng ta thấy là câu 1 là lòng nguyện đi theo Chúa, con quyết theo Ngài, Giêsu ơi con quyết theo Chúa vậy thôi. Nhưng mà qua thứ hai chúng ta thấy là cụ thể hơn, trong gai gian nan chăng con đi theo Chúa, mà bây giờ con con đường hẹp này rất là nhiều chông gai, con đang đối diện với những khó khăn vô cùng,
Tôi sẽ tìm lại cái chông gai gì. Tôi chỉ nhớ là những cái bài, những câu hát này. Còn mục sư ở đây chỉ có nêu hai câu thôi hả mục sư? Dạ em chỉ có 2 câu thôi cô. Ồ, nó có câu 3, câu 4. Nó Ồ vậy dẫn hả. đến là vợ con quan trọng hơn gì nữa, nó Dạ. có đằng sau nữa. Dạ. Mà tôi khi mà tôi đọc cái lịch sử của cái này thì nó là tới 4 câu lận, thành Dạ. ra càng ngày thì cái mức độ Dạ. thách thức khó khăn đi với Chúa càng nhiều, nhưng mà có chết vợ nghĩa là bao nhiêu đó thì con quyết không được, cái mạng của con cũng sẽ dâng cho Chúa. Nó Amen. đi Cảm ơn tới cái Chúa. mức ban đầu là chông gai, rồi thử thách, rồi đến khốc liệt hơn, bị đánh đập, bị tù đày, và cái cuối cùng là sự chết. Con sẵn sàng xả thân sự chết, y như những người tử đạo mà chúng ta đang nói sáng nay vậy đó. Dạ. Thì tại vì tôi cũng không ngờ là Việt Nam mình có 2 câu, nhưng mà bây giờ mình vẫn hát để mình thấy được những cái người quyết tâm đi theo Chúa, để mình cầu thay cho họ, như là tôi nói là Hebreo đoạn 13 câu 3 đó. Nhưng mà đồng thời mình cũng cẩn trọng với lời cầu nguyện của cô Diễm hồi nãy, rất là cảm động, là nói là chúng ta ở đây thì chúng ta được tự do, nhưng mà chúng ta cũng đang bị một cái lưới bắt bớ êm ái hơn, quỷ quyệt hơn, và chúng ta đã ngã dại hết trơn, hầu hết là theo chủ nghĩa vật chất, theo Chúa cho có, rồi đối với Chúa tệ tình. Và đó là những cách mà ma quỷ nó quăng lên để cho chúng ta vượt lên những điều đó, để chúng ta quyết theo Chúa. Còn ở những cái người kia thì họ bị bắt bớ khốc liệt bằng thân thể, bằng tù đày, bằng chết mất. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta cũng bị bắt bớ, tại vì nhớ nói là những người muốn sống tin kính đều bị bắt bớ không? Nhớ có câu kinh thánh đó là tất cả hết thảy những người muốn sống tin kính, đó là cái bản truyền thống. Dạ. Còn cái bản hiệu đính đó là muốn muốn sống nhân đức, là cái bản truyền thống. Nhưng mà cái bản hiệu đính đó, thì nói là hết thảy những người sống tin kính đều hết thảy, tức là tất cả đều bị bắt bớ. Và nếu mình thấy như cô Diễm lại nói là mình thấy mình quá sướng mà đâu có bị bắt bớ gì đâu, quá tự do nhất là nước Mỹ này, nhưng mà chúng ta cũng đang bị bắt bớ, mà bị bắt bớ trong một cái tinh vi hơn, và chúng ta đã ngã hết, không thấy đó là sự bắt bớ. Mình phải diệt cái lòng ham muốn vật chất của mình phải xây lại với những đời sống thoải mái, muốn chọn lựa thoải mái. Chúng con đường rộng đi theo Chúa thì đi Chúa Nhật nhóm vậy thôi, nhưng mà 6 ngày thì mình sống y như người ngoại, để mình enjoy life, mình cũng mê vật chất, mình chạy theo cái gì mình làm tiền được mà nó giữ. Ví dụ như là mình là người ông, là chị em, là người chúng ta thấy trong Hội Thánh đó, ví dụ mình làm được thì làm được một cái nó giữ mình, là mình có thể làm được hai, và khi mình làm được hai thì nó giữ mình là ô không phải ngừng ở đây đâu, mày có thể làm được ba. Và mình cứ chạy chạy chết chạy sống theo cái sự quyến rũ của ma quỷ như vậy, và chúng ta mất linh hồn, chúng ta thấy không? Thành ra chúng ta cũng cầu nguyện cho cái sự bắt bớ tinh vi hơn, khủng khiếp hơn, êm ái hơn, nhưng mà khốc liệt hơn, là ở những nước tự do. Tôi có được tâm tình với một mục sư Việt Nam ở Bỉ, thì ông đã rất là cô đơn ở đó, và ông chia sẻ là ông đang gom nhóm lại tất cả những tín đồ Việt Nam ở ở nước Bỉ để mà hội thánh. Và ông cho tôi biết thì ông cũng là học UGC của mình ra, thì ông chia sẻ để mà tôi nghe, tôi cũng không thể tưởng tượng được, là một trong những cái hình ảnh tiêu biểu của Âu Châu. Âu Châu là đạo đức suy đồi, và đặc biệt là Cơ Đốc giáo tận cùng của sự suy đồi, có cái sự là thỏa hiệp đạo đời. Nhà thờ thì lộng lẫy nguy nga, tại vì Âu Châu là cái nôi mà được nghe truyền Tin Lành rất nhiều, và từ đó mới là gửi những giáo sĩ đi khắp nơi. Nhưng mà bây giờ thê thảm thay, đáng buồn thay, là nói chung tình hình ở Âu Châu, là nói chung những nhà thờ đó là cho có vậy đó. Còn vô nhà thờ đó thì rất là nhiều, tôi nghe một giáo sĩ đến nhà thờ tôi cũng chia sẻ là ở Thụy Điển cũng vậy đó. Là nhà thờ, nhưng mà cái người mà làm việc ở trong nhà thờ là những người không có tin Chúa, là tưởng tượng nổi không? Đó là tại vì không có ai đi học, rồi có những người học thì thí dụ như mà cần giúp đỡ xã hội hay cái gì đó thì đem một cái người không tin Chúa vô mướn họ để họ đứng họ làm, mà mang danh là của nhà thờ.
nhưng mà những người làm nó không phải người cơ đốc nhân. Cho nên chúng ta thấy được cái, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi là ông bà chị em ơi, khi chúng ta cầu nguyện cho những người bị bắt bớ khốc liệt như chủ đề hôm nay, thì chúng ta cũng đừng quên đổ lòng để nhận ra một cái sự bắt bớ khốc liệt, tinh vi và nhiều người quá ngã dài là những đất nước tự do, những đất nước giàu có như Mỹ Châu và đặc biệt là Âu Châu là trượt dài kinh khủng luôn, là vô nhà thờ là có chúa tôi vậy. Như tôi có nói, tôi có nhớ là vọng kinh tôi đã nói một lần đó, là hai ông mục sư ở nước Mỹ, ở Bỉ đó, hai ông mục sư ở hai hội thánh kết hôn với nhau. Chúng ta tưởng tượng nổi thì như hội thánh như vậy thì làm sao mà có chúa ở trong đó được, mà cũng là nhà thờ, cũng nghe cũng chúa, và đây vậy những cái tội lỗi khủng khiếp ở trong đền thờ nhà của chúa. Hôm chủ nhật mới đây, tức là hôm chủ nhật vừa qua, trong hội thánh tôi có bảo trợ cho những giáo sĩ đó, thì có ông bà giáo sĩ đó ở ở một cái hòn đảo ở phía nam của nước Úc, là toàn là dân dân thổ dân không à, thì ông bà đã ở đó 10 năm và chia sẻ cái tình trạng ở đó làm cho chúng tôi rất là đau lòng, mà tôi cũng muốn chia sẻ ở đây tại vì nhân dịp đó là hai ông bà giáo sĩ này đi qua đó 10 năm và chia sẻ lại là đau thương vô cùng. Thì tại vì ở đó có nhà thờ, tức là những hòn đảo, một trong những hòn đảo đẹp nhất ở thế giới là Fiji, hay là những một cả mấy ngàn hòn đảo nhỏ nhỏ nữa là ở chung quanh của miền Nam nước Úc đó, khí hậu rất đẹp, cảnh vật rất đẹp, cho nên những người Pháp, những người Anh, những người bên Âu Châu đó họ chiếm lấy và họ đến họ ở và họ xây nhà thờ. Dĩ nhiên họ là những người có đốc giáo cho nên là xây nhà thờ, nhưng mà họ là những cái người làm cho cái nhà thờ. Ông nói chỉ đơn giản vậy nè, tại vì tôi không biết tiếng Việt nói làm sao, nhưng mà tiếng Anh nói rất rõ là rất là nhiều người đã gọi là church people, là đi nhà thờ, nhưng mà no one is believer. Thì tôi không biết mục sư Đông có thể giúp cho tôi nói tiếng Việt sao, tức là quá nhiều người đi nhà thờ mà không ai tin Chúa thật hết đó, nói đơn giản vậy đó, nghĩa là đi nhà thờ là đi vì truyền thống, đi theo thói quen, rồi họ trộn giữa công giáo với tin lành, họ làm lộn xộn. Và ổng là người giáo sĩ cô đơn đi qua đó để ổng nói là pure gospel, tức là phúc âm thuần túy đó, chính Chúa Giêsu thì không có ai hết. Và ổng ở đó 10 năm, ổng chỉ đem được có ba người tin Chúa, tại vì cái thế lực của nhà thờ công giáo từ đời nào ở đó đầy dãy nhà thờ, nhưng mà làm những chuyện tầm bậy tầm bạ giống y như là những cái nhà thờ Laodice mà chúng ta thấy ở trong Khải Huyền vậy đó, hội thánh thỏa hiệp, hội thánh dung dưỡng, hội thánh không còn là thánh gì nữa hết trơn, và người ta cứ tưởng người ta là tín đồ. Nhưng mà ông đến và ông giảng dạy mà ông âm thầm dịch kinh thánh cho thổ dân ở đó, và ông ở đó 10 năm mà chỉ có ba người tin Chúa, thì thấy được là có những sự bắt bớ nó tràn lan ở khắp mọi nơi. Thành ra khi chúng ta đủ mọi dạng, y như Chúa nói trong lời của Phaolô đó, hết thảy những người muốn sống tin kính đều bị bắt bớ. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện cho những người bắt bớ dữ dội như ở Bắc Hàn, ở Châu Phi hay là ở những nước Trung Đông khủng khiếp, mất mạng, thì chúng ta cũng đừng quên là có một cái dạng bắt bớ khác là chúng ta đang có đây, và làm cho cái lòng yêu mến Chúa đã nguội dần, mà vẫn cái điều đau khổ là bị ma quỷ lừa dối, là chúng tưởng rằng mình đang tin Chúa, mình có đi nhà thờ mà cũng có dâng hiến mà cũng đang làm chức vụ gì đó trong nhà thờ. Nhưng mà chúng ta nhớ rồi Thi Thiên đoạn Matthew đoạn 19 á, nhiều người lúc đó sẽ rất nhiều người đến cùng Chúa mà nói lại: Chúa, con từng nhớ nhanh Chúa giảng dạy, con mục sư mà Chúa, con trưởng ban ngành này nọ, nhưng mà Chúa nói ta không biết ngươi là ai. Thì chúng ta sẽ thấy được cái sự bắt bớ đó, mà mình phải tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức để nhận ra coi mình có lọt vô chỗ đó chưa, hay là anh em mình, những bà con của mình ở trong hội thánh mình có người nào lọt vô chỗ đó chưa, thì mình cũng bằng tên của người đó mà mình cầu thay khốc liệt như mình cầu nguyện cho những người bị bắt bớ nghĩa đen. Ông bà chị em có thấy không? Nhiều khi mình không có để ý chuyện nó bắt bớ là mình cứ nghĩ tới những người bị đánh đập vô tù thôi. Nhưng mà còn một cái sự bắt bớ nữa, tại vì nếu không thì câu của Kinh Thánh chẳng lẽ là không đúng sao? Tại vì Phaolô khẳng định là hết thảy những người muốn sống nhân đức, muốn sống tin kính, cái đúng ra trong nguyên bản nó không phải là nhân đức mà là godly life,
đời sống tin kính, đời sống đi với Chúa đều bị bắt bớ. Hết thảy có nghĩa là không trừ một ai hết. Chúng ta bị bắt bớ nhiều dạng. Thành ra khi mình cầu nguyện, sáng hôm nay chắc tiếp tục lời cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện cho đất nước Mỹ, đất nước Âu Châu, những đất nước nào đang nghĩ rằng, tất cả những ai đang nghĩ rằng mình là tin Chúa, đang hầu việc Chúa, mà cái lòng mình, chúng nó lấy môi miệng tôn thờ ta, mà lòng chúng nó cách xa ta lắm. Chúng ta thấy không? Cảm ơn mục sư đã nêu cái câu kinh thánh đó là hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức, xin mời một xin mục sư mở cái chữ nhân đức á, mở mặt kép cái chữ nhân đức á, mở mở mặt đơn chỗ này nè, kế bên này, để đánh là nhân đức đó là tin kính, sống muốn hết thảy mọi người muốn sống tin kính, đó là cái chữ nguyên bản đúng hơn, sống tin kính ở trong Chúa thì sẽ bị bắt bớ. Hết thảy, nhấn mạnh cái gạch highlight cái chữ hết thảy cho mình thấy có thể là không trừ ai hết. Như vậy thì tại sao chúng ta sống ở đây đâu có bắt bớ gì đâu? Thì không lẽ lời Chúa sai sao? Thì chúng ta phải hiểu được cái bắt bớ này là cái gì để chúng ta dốc lòng cầu nguyện. Vì bao nhiêu người theo cái chữ của Diễm dùng hồi nãy trong lời cầu nguyện là ngã dài. Chúng ta trượt dài, té, thua cuộc một cách thê thảm mà không hay. Không biết. Cái yên chí lớn là ôi tôi đang ở trong chức vụ full time mà. Tôi đang hậu việc Chúa, trưởng ban ngành này nọ. Nhưng mà thật ra thì sao? Lòng của chúng ta có đặt Chúa trên hết. Trong tất cả mọi điều, mỗi ngày có gần gũi thấm thiết với Chúa. Và đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng rồi. Chúa ơi, con phải tận dụng từng giây phút hôm nay trong 24 giờ này. Con làm cái gì cho nước Chúa, cho nhà Chúa. Để một ngày này con sống á, thì nó có cái gì để con còn gửi lên á, khi gặp Chúa. Chứ không thì về nhà Chúa tay trắng thôi sao? Hay là được cứu dường như qua lửa, hay là tệ hơn nữa là không được cứu luôn. Chúa nói ta không biết người là ai. Dạ, cảm ơn mục sư là những tín đồ gọi là hữu danh vô thực đó. Dạ. Nhưng mà rất là khổ là họ đang bị ma quỷ lừa dối, là họ là tín đồ, họ có vé lên thiên đàng rồi, tại tôi tin Chúa Giêsu mà, Chúa chết cho tôi mà. Nhưng mà thật ra không phải là vấn đề nói cái miệng, phải không ạ? Nhưng mà Chúa muốn cái cách sống của chúng ta, lời khẳng định là hết thảy, everyone muốn sống cách tin kính Chúa thật lòng đều sẽ bị bắt bớ. Thì chúng ta xem lại mình đang bị bắt bớ ở chỗ nào. Chúng ta đang bị bắt bớ bởi cái cell phone làm cho chúng ta cứ chạy trên mạng tối ngày 3-4 tiếng đồng hồ ngồi đó mà không có dành được 5 phút để cầu thai, không dành được 10 phút mở kinh thánh là thấy buồn ngủ, không dành được giờ tương giao với Chúa, không dành được 5 phút để cầm cái phone gọi đến một người đang cần cái lời an ủi cầu thai của mình. Không, mà mình cứ dành 4-5 tiếng đồng hồ làm cái chuyện mà nó vô nghĩa, thì đó cũng là mình đang bị bắt bớ và mình đang ngã, phải không ạ? Mình đang bị cám dỗ, bị bắt và mình đã thua. Cho nên khi mà tôi muốn chia sẻ để ông bạn chị em thấy rõ sâu sắc hơn cái chữ bắt bớ là như thế nào, chứ không phải chỉ bắt bớ là ở bên Phi Châu Đạo Hội Giáo Bắc Hàn không thôi đâu, mà chúng ta ở đây những con cái Chúa đang bị bắt bớ bởi hình thức tinh vi mà chúng ta không ngờ, chúng ta không thấy. Vì chúng ta ngờ chúng ta không thấy cho nên chúng ta đâu có tránh gì đâu, thấy không? Đường em quá ai đi mà nhớ ngó, đến khi hai gai nhọn đã vào xương. Đường cám dỗ nó mở ra em quá thành nó mà không để ý gì hết, chứ kỳ hay được khi Chúa trở lại rồi thì gai nhọn đã vào xương rồi, xong rồi. Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó, đến khi hay hay câu lần tiếp theo, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Có cái chữ ngó phẩy một cái, tại vì nó là hai câu giống như lục bát á, nó là hai câu kinh. Đến khi hay gai nhọn đã vào xương, cái câu này là một câu thơ nổi tiếng của Xuân Diệu, nhưng mà chúng ta áp dụng trên con đường đi với Chúa là cái con đường cám dỗ của ma quỷ nó bắt bớ quá sức êm mà chúng ta không có quan tâm, không có nhớ ngó, tại vì cái đường hẹp, đường gai, đường khốc liệt thì mình mới nhớ, còn đường êm quá thì mình cứ đi, cho đến khi mình nhận ra, đến khi hay thì gai nhọn đã vào xương, đến khi hay khi Chúa trở lại, hay là đến gần cuối cuộc đời mới nhận ra thì mình đã phí phạm cả cuộc đời mình rồi, phải không ạ? Cho nên dạ, một cái loại bắt bớ không phải là cám dỗ một sư mà là bắt bớ,
Dạ, một cái hình thức bắt bớ êm ái nhưng mà rất khốc liệt. Mà con cái Chúa ở những nước tự do đang bị mà rất ít người nhận ra, để rồi bị sa ngã trong con đường đó, thoải mái trong cái sự bắt bớ đó, mình thỏa hiệp với sự bắt bớ đó, mình không thấy mình bị bắt bớ gì hết. Thì đó là cái mà chúng ta khi chúng ta cầu nguyện đó, thì chúng ta cầu nguyện chung, phải không? Cầu nguyện cho những người bắt bớ thật sự bằng nghĩa đen, nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện sự bắt bớ tinh vi kinh khủng của những nước tự do. Giống như hiện nay chẳng hạn, như mình thấy là Việt Nam tuy là nước cộng sản nhưng mà rất là tự do, trừ ra một vài nơi thôn xã nào đó thì khó khăn, nhưng mà nhìn chung ở Sài Gòn, ở Hà Nội đâu thì những đất, những tỉnh lớn thì chúng ta thấy là họ rất là tự do, mình cứ làm gì làm trong nhà thờ là được, không có đi ra ngoài. Thành ra mình rất là tự do, nhưng mà chúng ta thấy bởi cái luồng cám dỗ khủng khiếp của vật chất, của đạo đức suy đồi. Mấy đứa nhỏ thì bị cám dỗ bởi những cái trào lưu quá sức suy đồi, là sống thử đâu có sao đâu, hay là ly dị đâu có sao đâu, hay là phá thai đâu có sao đâu, hay là ố khai đủ thứ, đồng tính như thế đâu có sao đâu. Thì đây cũng là một sự bắt bớ mà tụi nó cũng bị ngã, chứ không phải là cám dỗ. Nó là bắt bớ, có nghĩa là bất cứ ma quỷ dùng hình thức nào mà làm cho chúng ta mất niềm tin thì cái đó là sự bắt bớ. Amen. Chúng ta thấy là chúng ta cũng đang ở trong sự bắt bớ như Phaolô nói, và chúng ta phải tìm ra của mình đang bị bắt bớ chỗ nào, của mình đang bị ngã trong cái bắt bớ chỗ nào mà mình không hay, để rồi mình đã đầu hàng, mình quên còn mình đầu hàng. Giống như Yeah. ông mục sư ở Phi Châu đó, ông đã không đầu hàng cho nên ông bị giết trước mặt gia đình, nhưng mà chúng ta thì thất bại vì chúng ta đã đầu hàng, đầu hàng liền. Đó là những Amen. người con Thank cái you. Chúa ở những vùng tự do đã bị bắt bớ và đã thua cuộc và đã đầu hàng, mà mình không hay, mình đầu hàng mà mình không hay. Thì đây Amen. là điều tôi chỉ muốn chia sẻ để chúng ta cầu nguyện tiếp tục. Dạ. Bây giờ mình hát cái bài lòng Dạ nguyện theo dạ Giêsu câu hát. Em Ồ, một sư tìm được rồi hả? Cảm ơn Chúa. tìm được câu 3 mà do Diễm Hồng Diễm Hồng Diễm nhắc tuồng. Em tìm được rồi. Cảm ơn Dạ. Chúa. Dạ. Dạ, còn nữa, còn một câu nữa. Tại Dạ. vì tôi đọc cái lịch sử, tôi sẽ cố gắng tìm lại cái lịch sử của cái này, rồi lúc Dạ. khác chúng ta sẽ nhắc lại. Dạ. Chúng ta thấy cái mức độ mà đi theo Chúa, cái thử thách nó càng ngày càng, ban đầu chỉ là cứ quyết định theo Chúa thôi, câu một. Thứ hai là gặp chông gai. Rồi thứ ba, cụ thể hơn là người đời khinh chê, bị bắt bớ trong một vài điều nhỏ hơn. Câu ba, nặng hơn một chút. Và câu thứ tư là đến mà cái thân thể mình, cái mạng sống của mình cũng không lùi. Thì nó nói lên cái người viết này nè, thì ổng nói bằng kinh nghiệm thật của ổng. Ban đầu ổng quyết định như vậy, rồi cả làng của cái vùng ông tác giả này sống đó, cười chê rồi bắt bớ ổng dữ dội. Cho nên ổng vẫn cô đơn mà bước đi, tại vì cả làng đó là những cái người không có tin Chúa. Cho nên ổng bị bắt bớ dữ dội thế nào, rồi bắt bớ mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, cho đến lúc là ổng mạng sống của ổng thì ổng cũng sẵn sàng. Và đó là cái lời làm chứng của một cái người đã viết ra bài này, rất là cảm động. Bây giờ chúng ta hát hả một sư Dạ Dương ơi. dạ, sau đó thì kính mời cô cầu nguyện theo những cái tâm tình cưu mang của cô luôn nha cô Tuyết nha. Dạ, sau khi bài này dạ. Thầm nguyện theo Giêsu, con quyết Con đi quyết đi theo theo Ngài. người Giêsu yêu thương ơi, con quyết đi theo Ngài. Lòng nguyện theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Con quyết không lùi, nguyện theo chân Ngài. Đường hẹp Giêsu đi, con quyết đi theo Ngài. Chông gai gian nan chăng, con quyết đi theo Ngài. Thầm từ Giêsu mà con vác lên theo Ngài, con vác tạ Ngài, nguyện theo chân Ngài.
tài hay cao sang, con nhân quyết không làm, con không xin chi hơn, xin có Giêsu rồi. Dù người đã khinh chê, con quyết không nào sợ, con quyết theo Ngài, nguyện theo trọn đời. Amen. Dạ, kính mời cô Tuyết cầu nguyện ạ. Dạ, xin chúng ta hiệp lòng cầu nguyện. Amen. Lạy Cha kính yêu của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa và chúng con cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa ở trong vòng kênh mỗi lần chúng con đến với nhau một buổi sáng. Cảm ơn Chúa. Chúng con thấy rõ ràng Thánh Linh Chúa đã ở đây với chúng con. Phải, Chúa ơi. Và Ngài hướng dẫn chúng con, Ngài nhắc nhở chúng con những gì mà chúng con còn nhìn một cách rất là cạn cợt, nhìn một cách thoáng qua, nó chưa có đụng tới tấm lòng của chúng con, thì Thánh Linh đã ở đây và nhắc nhở chúng con hầu như mỗi buổi sáng chúng con thấy rõ ràng. Amen. Có sự thăm viếng, sự hiện diện của Chúa và sự dạy dỗ của Chúa nữa để cho chúng con cầu thai với Chúa, không phải cầu thai một cách rất là cạn cợt. Nhưng mà Cha ơi, chúng con thấu hiểu để chúng con đến với Chúa thì đổ tấm lòng của mình ra và bất cứ một cái chủ đề nào mà chúng con dâng cho Chúa thì chúng con cũng đổ bằng từ tất lòng của mình. Và lời cầu nguyện mà thống hối, lời cầu nguyện thiết tha từ chính tấm lòng của chúng con cảm nhận được sâu xa thì chắc chắn là lời cầu nguyện đó bay tới ngôi tri ân của Ngài và Ngài làm thành. Chúa cũng tha thứ cho chúng con vì rất nhiều lần chúng con đến với Chúa nhưng mà trong cái tâm tình, trong cái thái độ cầu nguyện cho có, cầu nguyện mà không có cái lòng gửi gắm vô đó, không có thiết tha trong cái chủ đề mà chúng con nói với Chúa, là xin Chúa tha thứ cho chúng con điều này. Chúng con biết lời cầu nguyện đó Chúa không đẹp lòng chút nào hết. Xin Chúa tha thứ và nhắc chúng con cẩn trọng hơn mỗi lần chúng con đến với vua trên muôn vua. Chúng con không được xem thường, mà chúng con cẩn trọng trong lời mình nói và cẩn trọng trong chủ đề mà chúng thưa với Ngài. Chúng con tưởng tượng chúng con sống trong thời đại vua Chúa như là đất nước Việt Nam ngày xưa, thì đứng trước vị vua thì chúng con sẽ sợ hãi và run rẩy cẩn trọng là như thế nào. Huống chi Cha của chúng con là vua trên muôn vua, Cha ơi, mà chúng con được Chúa yêu, Chúa cho chúng con phép được đến với Ngài bất cứ giờ nào. Điều này không có làm cho chúng con khinh lờn được, nhưng mà chúng con phải hết sức cẩn trọng. Chúa nói là trước mặt Chúa chúng con phải chậm miệng lại, không được quá mau lời khi chúng con đến với Ngài. Và lời dạy này làm cho chúng con được nhắc nhở. Xin Chúa thương xót giúp cho chính mình con cũng như tất cả mọi anh chị em chúng con khi đến với Chúa. Chúng con không cầu thì thôi, mà khi đã mở miệng thưa với Chúa thì chúng con cẩn trọng trong lời nói của mình. Amen. Và nói bằng tấm lòng chứ không phải nói cho qua loa. Xin Chúa tha thứ và nhắc nhở chúng con trong điều này. Vì đây chúng con hiệp lòng với tất cả ông bà anh chị em rất yêu dấu của chúng con ở trong vòng canh để mà cầu nguyện thêm cho một cái dạng bắt bớ khác, một cái dạng bắt bớ êm ái, quá là dễ chịu mà làm cho chúng con ngã dài. Chúng con đã đầu hàng, thất bại một cách thế thảm mà chúng con không hay, cái điều đau thương mà chúng con không hề hay, và chúng con đã cứ yên chí rằng mình ok, mình đang đi đúng đường, mình đang trung tín, mình đang đẹp lòng Chúa lắm. Ôi Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho chúng con và cho chúng con luôn luôn tỉnh thức bằng cách nào, Cha ơi, khi chúng con đến với lời của Chúa, khi chúng con đến với Chúa để Cha ơi còn nói như David là Chúa ơi, xin Chúa tra xét lòng chúng con để xem chúng con còn một cái điều gì không, còn có tội lỗi nào chăng, Chúa ơi, xin Chúa tha tội mà chúng con không biết. Ôi lời cầu nguyện của David thật là tuyệt vời, nhắc nhở chúng con chỉ nhớ và cầu xin những cái lỗi chúng con biết, hay cả có nhiều khi những tội lỗi mà chúng con biết mà chúng con cũng còn dây dưa, còn ôm lấy, chưa có muốn bỏ ra, chưa muốn xưng tội nữa, thì còn biết bao nhiêu tội lỗi mà chúng con không biết, chúng con không nhận ra để mà chúng con từ bỏ, để chúng con xưng tội. Cha ơi, chúng con xin Chúa Thánh Linh thương yêu chúng con để cáo trách chúng con, và chúng con cũng phải đến với Chúa để cầu xin nữa là xin tra xét lòng của chúng con, tự chúng con tra xét lòng mình, và nếu trong cái sự ngu muội của chúng con không thấy hết được thì chúng con cũng ba kêu xin Thánh Linh Chúa tra xét lòng chúng con để nhắc nhở chúng con còn một lỗi lầm nào mà chúng con chưa xưng ra. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện đặc biệt là
Chúa dạy chúng con trong cái chủ đề bắt bớ, thì chúng con cầu nguyện cho những người đang bị bắt bớ bằng xương bằng thịt, bắt bớ rõ ràng, nhưng mà cha ơi, còn một cái sự bắt bớ mà chúng con quên lãng, đó là sự bắt bớ mà chúng con đang bị ở đất nước tự do, ở tất cả những đất nước tự do tôn thờ Chúa thì xem thường Chúa, lơ là, đi cho có, đi bằng hình thức hữu danh vô thực, và chúng con bị cái sự bắt bớ, cái lưới êm ái tinh vi của ma quỷ là vua của thế gian mờ tối này. Nếu mà chúng con là người yếu đuối về tình cảm thì nó ngã vào vấn đề đó, rồi yếu đuối về vật chất thì ngã vào vấn đề đó, và chúng con bị cũng đầu hàng về biết bao nhiêu những cái lưới êm ái mà chúng con không có nhận ra đó là cái sự bắt bớ mà chúng con đang bị đầu hàng, chúng con đã đầu hàng, chúng con đã bỏ cuộc, và chúng con đã để Chúa lùi lại cuối cùng ở đằng cái list cuối cùng của chúng con. Chúng con, Chúa dạy chúng con phải trước hết phải đặt Chúa, tìm kiếm Chúa trước hết rồi mọi sự mới được ban cho. Nhưng chúng con đã làm ngược lại với lời Chúa, chúng con chạy đi tìm kiếm cái thú vui đời sống thoải mái, vật chất, whatever chúng con muốn, và chúng con đặt cái đó hàng đầu, và Chúa chỉ là cái chỗ cuối cùng trong cái list đời sống của chúng con, trong cái tâm trí của chúng con, trong sự ao ước của chúng con, trong mục đích sống của chúng con mà thôi. Chúa, và chúng con đang ở trong cái sự cám dỗ, trong cái sự bắt bớ khủng khiếp êm ái mà những cái lưới của ma quỷ đã giăng ra. Cho nên chúng con hiệp lòng với ông bà anh chị em của chúng con hiện nay để chúng con tha thiết cầu nguyện trước nhất cho chính mình, xin Chúa tha thứ, và xin cho chúng con gần gũi Chúa, bám chặt lấy Chúa, bám chặt lấy lời Chúa, và kêu xin Chúa giữ chúng con, tra xét chúng con, nhắc nhở chúng con khi chúng con sắp sửa đầu hàng bởi một sự bắt bớ nào đó, thì cha ơi, Thánh Linh ơi, xin kêu gọi chúng con, xin đánh chúng con một cái, xin giật chúng con dậy để chúng con bình tĩnh, chúng con không có bị bắt bớ, không bị thua cuộc, không bị đầu hàng trong những sự bắt bớ này. Và con kêu gọi khẩn thiết với Chúa cho chính chúng con, và cầu nguyện cho tất cả các con dân Chúa ở những nơi đang không bị bắt bớ, được tự do nhóm lại, nhà thờ thì lớn, và chúng con đến đó cho có, cho theo linh phong lệ, nhưng mà ngay cả khi chúng con ngồi trong nhà thờ thì tâm trí của chúng con cũng ở đâu đó. Ngồi đó miệng thì hát đó, nhưng mà cái đầu thì nghĩ là sao giờ này mình phải đi làm cái gì hay là gì đó chơi, thì lòng của chúng con ca ngợi Chúa, nhưng mà cái miệng chúng con ca ngợi Chúa, nhưng mà lòng chúng con quá xa cách Chúa. Đây là Chúa đã nhìn thấu và Chúa đã để trong lời của Ngài. Tha tội cho chính mình con và tất cả ông bà chị em chúng con nữa, cha ơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Là chiến sĩ tuyến đầu, chúng con là lực sĩ đang nhắm mục đích mà chạy, mà chúng con đi trên con đường êm quá, chúng con thoải mái quá, mà chúng con không có lơ, mất tiêu, mà đánh mất cái mục đích của mình, đánh mất sự cảnh tỉnh của mình, để rồi chúng con đã ngã dài trong cái phí phạm cuộc đời của mình, phí phạm tấm lòng của mình, đi với Chúa cho có hình thức, và chúng con đã dành thời gian mỗi ngày xét rõ ràng nhất, cụ thể nhất, làm bài kiểm tra, không có chạy trốn ở đâu được, không có thể bào chữa ở đâu được, là chúng con đã dùng thời giờ của chúng con mỗi ngày như thế nào. Cha ơi, xin cha thương xót, con cầu nguyện cho tất cả chúng con ở đây trong vòng kênh, và cầu nguyện cho tất cả con dân Chúa khắp nơi. Cha ơi, xin Thánh Linh thương xót mà nhắc nhở chúng con như chúng con nhận ra được sáng hôm nay, để rồi chúng con phải sửa đổi lại cách sống của mình, cách sử dụng thời giờ của mình, tâm trí chúng con hướng về Chúa, hướng về thiên đàng, hướng về chuẩn bị cầu nguyện cho cái đoàn quân bách chiến bách thắng gần tới đến đích rồi, chúng ta phải cầu nguyện, và ma quỷ cũng gần tới rồi, cho nên nó giận quản mà nó đến cùng chúng con trong mọi hình thức, thì chúng con phải tỉnh thức. Tỉnh thức Chúa ơi, con thấy là ngày nay có quá nhiều con dân Chúa đang mê ngủ trong cái sự cám dỗ, trong cái hình thức mà đã tưởng rằng mình đang sống, nhưng mà mình đã chết trước mặt Chúa rồi. Chúa ơi, tâm linh tưởng rằng mình sống, nhưng mà tâm linh chúng con đang yếu, đang thoi thóp, hay là đang chết mất mà chưa hay. Cho nên chúng con khẩn đạo cầu nguyện để Chúa tỉnh thức chúng con, là tất cả những con dân Chúa đang bị bắt bớ bằng cái vọng lưới rất là êm ái, trên con đường êm ái của vật chất, của sự thoải mái, sự chọn lựa, mà lòng của chúng con đã quá xa Chúa rồi. Chúa ơi, xin Chúa thành giúp đỡ chúng con, để khi chúng con cầu nguyện thì chúng con cũng cầu nguyện chung cho cái sự tỉnh thức, để trong những ngày Chúa đến chúng con không bẻ bàng
để mà nghe Chúa nói ta không biết ngươi là ai, Chúa ơi xin Chúa thương xót chúng con, để chúng con có thể trung tín, giữ chặt niềm tin mình, quyết nhắm mục đích mà chạy, và trong không phải chỉ chạy cho chính mình mà tận dụng từng giây phút Chúa cho chúng con trong đời sống ngày hôm nay 24 tiếng chúng con sẽ làm gì, để rồi những gì chúng con làm ngày hôm nay rất là quá nhanh, nhưng mà những gì chúng con làm đó sẽ còn lại đời đời, một lời cầu Amen. nguyện, một lời thăm hỏi, một cái cú phone, tất cả những điều quan tâm đến nước trời để gây dựng thân Chúa là những điều còn lại. Xin Chúa cho chúng con biết, Amen. biết trân quý những cái điều nhỏ nhặt mà Chúa ban cơ hội để chúng con làm, để một ngày trôi qua chúng con không tiếc nuối, vì Amen. ngày đã Cảm ơn qua thì Chúa. chúng con không thể lấy lại được. Chúng con cảm tạ Chúa, con ngợi khen Ngài, và xin Chúa ban cho chúng con một ngày thật là phước hạnh, những gì chúng con áp dụng liền ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng con Chúa nhắc cho chúng con làm cái gì để cuối ngày hôm nay chúng con nằm, và chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Amen. Cảm ơn cho Chúa. chúng con làm được những điều mà còn lại đời đời. Chúng con biết ơn Ngài vô Amen. cùng. Con cảm tạ Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, và chúng con kính dâng tất cả đời sống của chúng con cùng tất cả con nhà con dân Chúa đang bị bắt bớ ở những nơi khốc liệt, lẫn những nơi mà đang bị cái sự cám dỗ, sự bắt bớ tinh vi. Ôi Chúa ơi, xin Chúa thương xót và tỉnh thức tất cả chúng con trong ngày hôm nay, bảo vệ chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con thành tâm hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Christ. Amen. Amen. Dạ, Amen. vui quá. À, vừa mới nhận được cái lời số 4 của bài hát đó cô Ánh Tuyết ơi. Dạ, cho Sylvia gửi. Dạ. Cảm ơn Sylvia đã gửi nha. Chú ở cùng tất cả quý ông bà anh chị em. Dạ, cảm ơn cô Tuyết và tất cả chúng ta. Sáng hôm nay chú có dẫn dắt chúng ta ở trong lời cầu Cái chữ nguyện. Dạ. một một sư Dạ. Đông ơi, Dạ vâng. thập tự Giêsu mang con vác chứ không phải là con cát. Dạ con vác rồi rồi dạ cảm ơn cô dạ Amen. Tôi dạ cái câu này không biết phải cảm ơn tại vì tôi nhớ là cái lời đó là nó nói rõ hơn chút xíu nữa, nhưng mà không sao, để dạ tìm được thì cảm ơn Chúa vì điều này, để chúng ta cũng sẽ hát nhiều lần hơn phải không ạ, để chúng dạ ta được nhắc nhở là đi theo Chúa là đường hẹp, là chông gai, là chông gai là gian nan, rồi tiền bạc, cái câu số 3 là chúng ta đang cầu nguyện nãy giờ đó, tiền tài cao sang đừng có màng, mà nếu chúng ta đang Amen. màng nhiều quá, chúng ta chú ý nhiều quá hay Dạ. là sợ người khác khinh chê mắc cỡ, hổ thẹn về tinh thần, tất cả những điều này là toàn là đã lấy từ trong Kinh Thánh, nhưng mà thật sự nó phải trở thành cái đời sống thực tế của những người đi theo Chúa của chúng ta. Cảm Dạ. ơn Chúa rất nhiều. Cảm Dạ. ơn Thiên Ngân đã, cảm ơn Chúa nhiều lắm đã đem cái bài hát được trọn vẹn. Dạ. Nếu mà cô Tuyết có thêm cái lời mà được mà cần bổ sung đó thì em sẽ bổ sung thêm cho mình hát được Dạ, nhiều tôi sẽ tìm, nhiều và tôi sẽ tìm cái câu chuyện đó dạ, để từng nói câu chuyện lại đó cụ luôn thể hơn, tại vì tôi đọc cũng lâu rồi, nhưng mà tôi dạ biết nhớ rõ ràng là ông đó, ông đã nói là sự mỗi câu đó là nói lên cái mà khó khăn, những cái bắc bớ mà ông đang phải đối diện, từ từ là quyết lòng, rồi sau đó là chông gai, rồi đến sự cám dỗ, và cuối cùng là đến mạng sống. Tôi nhớ như vậy đó, Amen. nhưng mà Dạ. cái câu thứ tư ở đây có thì nó không có nói rõ lắm, chỉ nói bát thập tự thôi, nhưng Dạ. mà chúng ta sẽ, tôi sẽ coi lại nếu được thì cái câu chuyện, nhất là cái câu chuyện đó đó, Dạ. thì một lần nào đó chúng ta sẽ được nghe Dạ. để được cảm động. Thật ra đó, chắc là mục sư Văn Đông là mục sư expert trong cái chuyện nhạc rồi, Dạ. thì nếu mà cơ hội đó thì chúng ta mỗi một ngày nói một chút xíu cũng được ha, mục sư Văn Đông khi chúng ta hát Dạ. bài nào đó Dạ. thì tìm cái lịch sử của bài hát đó đó Dạ. thì nó cảm động vô cùng. Nếu Dạ. mà có thể được thì một ngày nào đó Chúa cảm động lòng mục sư tổ chức một cái buổi thánh nhạc mà hát những cái bài nào thì chúng ta nói về cái bài đó, tại sao nó ra đời và ai là người viết cái bài đó, thì cái ý nghĩa của bài hát lúc đó thì nó sẽ cảm động gấp ngàn lần hơn. Ví dụ Dạ. như chúng ta nói về cuộc đời của ông, của bà, cái bà nhà thơ Fanny Crosby đó, Dạ. bà viết 2.000 hay là 4.000 tôi quên rồi, Dạ. là bài thơ, Dạ. và tất cả những bài thơ của bà là được phổ nhạc thành thánh ca của chúng mình đó, những cái Dạ. thánh ca trong cuốn truyền thống đó, Dạ. thì hầu hết những cái bài chỉ có Chúa Giêsu siêu phàm vân vân, những bài đó là của một người đã mù từ 2 tháng tuổi do một cái sự sai lầm của bác sĩ, chích thuốc vô con mắt bà thì bà bị mù,
Và trọn cuộc đời của bà mù lòa như vậy, nói Chúa cho tôi mù để Chúa ban cho tôi một con mắt tâm linh và tôi sống trong cái thế giới tâm linh đó, và đem những cái cảm xúc của bà trong những bài thơ đó đã được phổ nhạc, và ngày nay mỗi lần được hát thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, cái lời hát nó sẽ cảm động lòng chúng ta rất nhiều lần khi chúng ta hiểu được là người nào đã viết và hoàn cảnh nào để viết cái bài đó. Dạ, cảm ơn cô Tuyết nhiều lắm. Dạ, ý kiến đó hay đó cô. Dạ, để cầu nguyện Chúa để có cơ hội thì mình sẽ tổ chức những cái chương trình, ngay cả trong sự thờ phượng chúng ta cũng nên biết những cái tiểu sử của Thánh Ca. Dạ, rất là ích lợi. Cảm ơn cô Tuyết và vòng tranh. Tôi có cái gợi ý này mục sư, tại vì tôi đã làm và tôi đã viết cái bài này rất là lâu để làm những cái đêm thánh nhạc ở Việt Nam đó, nhưng mà cái bài viết đó thì tôi còn giữ để tôi có thể gửi cho mục sư, hoặc là một lúc nào đó chúng ta có thể làm chúng ta làm ở trong võng cánh cũng được, chứ không có đâu mà để, hay là nếu mà có thể là nói lên để ai có thể tham gia để chúng ta làm một cái buổi, vì tôi đã viết sẵn rồi, tôi đã viết sẵn là chỉ cần mình hát những cái bài của cái bà Fanny Crosby đó, những bài thánh ca đó, và khi nào bà viết được bài đó và cái cuộc đời của bà như thế nào, bà thuộc trọn tâm ước, tưởng tượng nổi không, Cảm khi ơn một Chúa. người mù rồi bà viết cái gì, thành ra những cái bài viết của bà mà tôi đọc rất là cảm động, và tôi đã nghiên cứu được cái tiểu sử của bà đó, và tôi đã viết những khi nào bà viết viết để trở thành giống như là mình một cái đêm thánh nhạc, mình nói một khúc rồi hát bài đó rồi mình nói tiếp chuyện gì xảy ra vậy đó, thì tôi có cái bài soạn đó rồi, thì chúng ta cầu nguyện để khi nào mà Chúa cảm động lòng của mục sư Giang Đông rồi hoàn cảnh có thuận tiện gì đó thì chúng ta sẽ làm, và làm như thế nào, làm hình thức nào, cái nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm được là trong bổng kênh, còn không thì mục sư có thể làm một cách nào đó qua online để nhiều người có thể được được khích lệ. Và không phải là cái bà Fanny Crosby không, tại vì tôi tin rằng mục sư Gia Đông sẽ tìm rất là dễ dàng tiểu sử của những bài hát trong cho hội thánh.com, tôi thấy cũng có rất là nhiều, hoặc là mình tìm thấy thì đã dịch đến tiếng Việt, hoặc là một số bài rất là nhiều bằng tiếng Anh, thì phải là chị của bà Fanny Crosby không, có những người của ông John Wesley chẳng hạn, thì ông cũng là một trong những người đã viết rất là nhiều bài thánh ca. Thì khi chúng ta làm những cái chủ đề nhỏ nhỏ vậy đó, một sư Giang Đông, một ngày mình nói một tác giả ví dụ vậy đó, thì cái điều đó làm cho chúng ta gần gũi Chúa hơn, và nhất là khi chúng ta hát cái bài đó chúng ta biết cái nguồn gốc người đã viết như thế nào, thì chúng ta sẽ hát nó thấu tình hơn, hát từ tấm lòng hơn và được phước nhiều hơn, phải không ạ? Dạ vâng. Dạ, mọi người có đồng ý với điều cô Tuyết nói không ạ? À? Amen. Dạ, ủng hộ với ý kiến của cô. Dạ. Dạ vâng, chúng ta sẽ có một cái cơ hội nào đó để chúng ta bây giờ thì online rất là thuận tiện, cho nên chúng ta sẽ tập trung nhiều anh chị em khắp nơi để mà có những cái đêm nhạc và chúng ta nghe những cái tiểu sử bài hát, và nhất là đem chúng ta đến gần Chúa nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô đã gợi ý. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, rồi mỗi người trở lại công việc. À, xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Kính chào cô Anh Tuyết, kính chào bà nội và Xin tất Chúa ban cả. phước cho tất cả mình chị em. Chào cô Tuyết, chào mọi người nha, rất là yêu mến mọi người, yêu mến vọng canh lắm. Amen. Dạ, cảm Cảm ơn ơn cô. Chúa và cảm ơn mục sư Giang Đông cho tôi Dạ. biết là tôi có cơ hội. Từ ngày mà tôi gia nhập vọng canh thì lòng tôi được phước vô cùng. Amen. Và chắc là trong những ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục một ngày một người cho tôi được biết thêm về những người đã tham dự vòng canh, để tôi cảm thấy đó là một cái gia đình rất là tuyệt vời mà tôi chưa có cơ hội được biết. Ngày hôm qua nghe được cái câu chuyện rất là cảm động của Thiên Ngân và Amen. của ai là vợ của Thiên À, Thiên Thúy Vi, Thúy dạ, Vi Thúy Thúy Vi Vi. hôm qua nghe được chuyện của Thúy Vi với lại câu chuyện của Thiên Ngân, tôi cứ nghĩ tới hoài, rất là tự nhiên tôi chỉ cảm thấy rất là gần, phải không? Chị Thiên Ngân chưa bao giờ gặp, mà nghe câu chuyện của Thiên Ngân thì cảm thấy như là mình đã quen biết từ đời nào, và tôi nhớ đến Thiên Ngân, nhớ đến Richard, nhớ đến hai cháu để mà cầu nguyện, và rất vui là hôm nay cũng Thiên Ngân có mặt ở đây, cũng như Thúy Vi biết được câu chuyện của Thúy Vi, và tôi ao ước được nghe câu chuyện của Thanh Mỹ, của Mai Trinh, của Bác Kính. Và nhiều anh chị em nào mà có mặt ở trong vọng canh thường xuyên đó, tôi rất là ao ước được muốn biết, vì tôi cảm thấy rất là gần gũi
Tôi đi nhóm nhưng mà tự nhiên trong cái chỗ mà chúng ta đổ lòng cầu nguyện chung thì cảm thấy rất là gần, Amen. cho nên tôi Dạ. chỉ cảm ơn Chúa rất là nhiều vì tôi được biết đến Vọng Canh, và tôi xin Chúa cho tôi sắp xếp thời gian trừ ra những cái buổi mỏng mà chị không thấy tôi, là vì tôi có lớp bị kẹt ngay cái giờ đó đó, Dạ. tại vì buổi sáng của mình là buổi tối bên Việt Nam đó, tôi có những Dạ. cái lớp thì tôi không có bỏ được, nhưng mà giờ nào mà tôi vào được thì tôi vào ngay. Tôi Dạ. rất là, còn vào không được thì tôi cũng cầu nguyện cho ông bà chị em để mỗi một lần buổi sáng chúng ta đến không có phải là thói quen nữa, mà Dạ. mỗi ngày mỗi buổi sáng chúng ta gặp nhau thì chúng ta lại thấy tràn đầy ơn phước của Chúa, Amen. đồng ý không Dạ, ạ? đồng Và ý. cái điều đó làm cho chúng thấy rõ ràng một điều là chúng ta không làm theo thói quen, nhưng mà chúng ta thấy thấy rõ ràng, như tôi cảm nhận là có Thánh Linh ở cùng chúng ta, và Chúa nhắc chúng ta, Chúa đưa lòng của chúng ta học học chung với nhau về cái đề tài mà chúng ta cầu nguyện đó, đưa cho chúng ta sâu hơn, thấy rõ hơn, và chính tâm linh của chúng ta cũng được nhắc nhở và nuôi dưỡng, và lời cầu nguyện của chúng ta nó hết lòng hơn, và chắc chắn lời cầu nguyện từ lòng như vậy thì Chúa sẽ rất là đẹp ý và Chúa sẽ nhậm lời. Cảm ơn Chúa, Dạ. cảm ơn Mục sư Giang Đông Dạ. đã mở cái vọng canh này, và nhất là tôi cảm động là vì trung tín mà 3 năm thì tôi rất là cảm động, tại vì rất là nhiều người đã không có cái sự trung tín như vậy đâu, mở Dạ. mở vài bữa rồi cũng xẹp, nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cho cái sự trung tín, Chúa ban phước cho nhóm nhỏ của chúng ta ở đây, và chúng ta cầu nguyện để nhiều người tham dự thêm, tại vì Amen. cái phòng vọng canh ở trên Zoom thì đâu có giới hạn phải không ạ? Nó Dạ quá tuyệt dạ. vời, cho nên chúng ta có thể cầu nguyện để thêm nhiều người cũng nhận được phước đến chúng ta. Xin chào tất cả mọi người Dạ nha. xin chào cô. Dạ Chào bye cô Huyền bye Yến. Bà cô. Dạ. Tuần sau nếu mà có dịp thì Thu Hồng với lại Huỳnh Thanh Sang với má với bà nội Hallelujah có thể mình có thời gian đó cái mình làm chứng về mình để cô Ánh Tuyết cổ ghi vô trong cái sổ tay cổ của cầu nguyện cho mình. Dạ. Amen. 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 Dạ. Dạ rồi, cảm ơn Vũng Mời mục Canh. Dạ, sư. cảm ơn Thu Hồng. Dạ. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn một cảm. Chào Dạ. sư. Mấy bữa nay bị skip rồi cũng tiếc, mà em phải mấy giúp đỡ mấy chị em phụ nữ bên kia. Không sao Thu Chỉ Hồng. nhớ thấy tin nhắn mục sư cái là Đây dọc đó, để gửi lại cho vô Thu Hồng cái nội dung của mấy buổi nhóm trước đó để Thu Hồng nghe lại, không sao đâu Thu Hồng. Có dịp thì liền. vô, không có dịp thì mình nghe lại cái video ha. Để vâng, Dạ ok. rồi, Dạ dạ. ơn cô em. Bye. Dạ. Dạ, bye bye Thúy Vi nữa nha. Rồi. Bye Rồi, bye bye Thu Hồng. bà Bye nội bye. khỏe một số. Bà nội nè, bà nội ơi, bà nội ra chưa? Bà Thu Hồng nội đang ở đây, sáng nào cũng cầu nguyện cho Thu Hồng đó, nhất mình nhất mày ra. gì.